Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 170. Nhưng ngay giây sau, âm thanh lanh lảnh khi kim loại cọ sát vào nhau vang lên và nó phát ra từ chỗ kiếm khí của Lạc Dương tiếp xúc với nắm đấm xương của Cốt Yêu Hoa Nương. Chỉ một tiếng động, lại khiến lòng Dương Bách Xuyên như chĩu xuống, cảm giác có gì đó không ổn. Quả nhiên, lúc nhìn kỹ lại, Dương Bách Xuyên phát hiện kiếm khí từ nhát kiếm của Lạc Dương chẳng tạo thành chút tổn thương nào cho nắm tay xương của Cốt Yêu Hoa Nương cả. Trời ơi, Dương Bách Xuyên kinh hãi hít một hơi thật sâu, bởi hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng nhát kiếm này của Lạc Dương chỉ để lại một vết chém cực nông trên nắm tay của Cốt Yêu Hoa Nương, có thể nói gần như chẳng có chút thương tổn thực thể nào. Điều này khiến hắn cảm thấy lo lắng vô cùng. Xét tổng thể thì nhát kiếm này của Lạc Dương đã giúp Dương Bách Xuyên đánh giá được thực lực của Cốt Yêu Hoa Nương. Không thể phủ nhận một điều, cơ thể bằng xương khổng lồ đó của nàng ta thật sự quá cứng, thậm chí còn vượt qua cả tiên khí, tới cả một chém của kiếm tiên tiên vương cảnh cũng chỉ để lại được một dấu vết nhợt nhạt trên người, hay đúng hơn là trên xương của đối phương mà thôi. Hắn cứ nghĩ có lẽ kiếm của Lạc Dương sẽ chặt đứt được nắm tay của Cốt Yêu Hoa Nương, ai mà ngờ đối phương lại mạnh tới mức này. Nếu cứ tiếp tục thế này, khả năng cao là hắn và Lạc Dương còn chẳng hạ gục nổi khung xương của Cốt Yêu Hoa Nương, tới lúc đó chẳng lẽ chỉ còn nước đứng im chờ bị nàng ta giết chết. Dương Bách Xuyên lo lắng thu lại kiếm đồ long trong tay, hắn biết tới cả kiếm của Lạc Dương cũng không làm được gì bộ xương đó của Cốt Yêu Hoa Nương, thì dù hắn có xông lên cũng chẳng có ích lợi gì, dứt khoát thu hồi kiếm đồ long. Sau đó, suy nghĩ lóe lên trong đầu Dương Bách Xuyên, hắn bắt đầu phát động thập nhị chí tôn thần thông, pháp tướng kim thân. Hắn hét lớn, quanh người tức khắc tỏa ra ánh hào quang màu vàng chói lọi. Trong chớp mắt, quầng sáng từ pháp tướng kim thân biến thành một người khổng lồ cao 100 mét, không hề thua kém Cốt Yêu Hoa Nương. Dương Bách Xuyên nói với Lạc Dương, Lạc Dương, ta cầm chân ả, còn tìm cơ hội ra tay. Sư thúc cẩn thận, Lạc Dương gật đầu tỏ ý đã biết, thú thật thì trong lòng nàng ta đã sớm dậy sóng rồi, bởi uy lực của nhát kiếm ban nãy quả thật kém xa những gì nàng ta tưởng tượng. Giờ thấy Dương Bách Xuyên tung ra phép thần thông bí truyền pháp tướng kim thân, tuy nàng ta cũng không biết liệu hắn có đấu lại nổi Cốt Yêu Hoa Nương không, nhưng chuyện đã đến nước này, nàng ta chỉ còn cách tin vào hắn. Với cả Lạc Dương cũng từng nhìn thấy cũng như tìm hiểu đôi chút về pháp tướng kim thân rồi, đã có lần, sư phụ tinh thần tử của nàng ta thi triển tuyệt kỹ độc nhất do sư gia truyền lại này, uy lực vô cùng mạnh mẽ, không biết tiểu sư thúc có phát huy được như vậy không đây. Dù là phép thần thông mạnh tới đâu cũng phải xem người thi triển là ai mới biết được. Bởi tu vi chính là yếu tố quyết định sức mạnh của phép thần thông đấy. Suy cho cùng thì trong ấn tượng của Lạc Dương, thực lực của tiểu sư thúc Dương Bách Xuyên có hơi yếu, nhưng hiện tại không còn nhiều thời gian để lo lắng tới mấy chuyện đó nữa. Nàng ta chỉ hy vọng tiểu sư thúc Dương Bách Xuyên có thể đứng vững trước thế công của Cốt Yêu tầm 1, 2 lần được, như vậy nàng ta sẽ có thời gian tìm cơ hội ra tay. Ha ha ha, đúng là nực cười, muốn tiêu diệt ta ư, chờ kiếp sau đi. Nói thật cho ngươi hay. Triệu bộ xương ở đây đều là nạn nhân đã chết dưới tay những kẻ được Ton La Than Minh Nhu các ngươi do, toàn bo thon som trong phạm vi 100.000 dặm quanh đây, 100.000 làng trên xóm dưới của bọn ta, tất cả đều bị đám thần minh thích giả nhân giả nghĩa các ngươi giết chết, đào hố chôn xương, vùng đất âm sát, vĩnh viễn không được siêu sinh, ha ha, may là ta tự sinh ra ý thức, giờ ta giết các ngươi thì có vấn đề gì không? Đừng nói là con kiến yếu ớt như hai ngươi, dù các ngươi có mạnh hơn nữa thì một khi đã bước chân vào hố âm sát này, đừng mơ tới chuyện thoát được ra ngoài. Các ngươi đáng chết, có trách thì tự trách mình xui xẻo đi, ai bảo đi lạc vào địa bàn của ta, ha ha ha. Giọng nói rền vang mang theo oán khí ngút trời, nhưng người đang oán than đó lại là Cốt Yêu Hoa Nương. Nghe xong, Dương Bách Xuyên đoán trong lòng Cốt Yêu Hoa Nương có tâm sự, với cả có vẻ như nàng ta muốn trả thù xã hội. Theo lời nàng ta thì cả nàng ta lẫn đống xương trắng nơi này đều chết dưới tay của những kẻ mà nàng ta gọi là thần minh, hay đúng là tu tiên giả, thế nên oán khí của nàng ta mới lớn tới như vậy. Chết đi! Bạch Cốt Yêu Hoa Nương gầm lên, vỗ đôi xương cánh sau lưng, lao về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên triệu hoán chuông Đông Hoàng và cả pháp tướng Kim Thân, bỏ thêm một lớp phòng ngự cho bản thân. Kim Cương Chí Tôn! Lâu lắm rồi Han không thi triển thần thông do sư phụ truyền dạy, nhưng không có nghĩa thập nhị chí tôn sẽ yếu. Tu vi càng cao thì uy lực của thập nhị chí tôn sẽ càng mạnh. Trên thực tế hắn chưa hoàn thành tu luyện, vẫn dừng ở tầng 5, chưa đi tìm hiểu kỹ. Hôm nay thì triển ra Dương Bách Xuyên mới nhớ ra lúc trước sư phụ từng dặn dò, sau này chỉ cần dùng thần thông chí tôn để chiến đấu để tìm hiểu rõ hơn về 7 tầng cuối của thập nhị chí tôn. Đáng tiếc hắn chưa từng đi tìm hiểu, nghĩ lại mới thấy xấu hổ. Hắn đánh 3 ấn lớn của Kim Cương Chí Tôn về phía Bạch Cốt Yêu Hoa Nương.
Lúc này xương cánh của nàng ta cũng mang theo oán khí dày đặc đón nhận đòn này. Ầm, đại địa chấn động. Không ai hơn ai, đánh ngang nhau. Bạch cốt yêu ngạc nhiên một tí rồi tức giận gầm lên. Gào tương đương. Há mồm phun ra oán khí, Dương Bách Xuyên cảm nhận được thứ này cường đại gấp hai lần vừa nãy. Trời đất biến sắc. Chỉ trong nháy mắt hắn thấy được vô số oán khí bọc lại cả cơ thể bạch cốt yêu hoa nương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn từ xa giống như một ngọn núi lớn, quá hung hãn. Dương Bách Xuyên nghiêm mặt, đòn vừa rồi của hắn là đòn thử, nhưng của nàng ta cũng vậy. Sau khi thử ra thực lực của hắn, bạch cốt yêu hoa nương bắt đầu tấn công toàn lực. Cho nên Dương Bách Xuyên cảm thấy áp lực tăng lên nhiều, trái tim đập rất nhanh. Lần này hắn chỉ còn cách đánh bừa. Hắn lựa chọn pháp tướng chi thân, muốn sáng tạo cơ hội để Lạc Dương ra tay giết chết nàng ta. Dương Bách Xuyên biết rõ thực lực của hắn và Lạc Dương kém xa, muốn chiến thắng bạch cốt yêu hoa nương thì chắc chỉ có mình Lạc Dương mới đánh được. Qua lần thử vừa rồi, hắn hiểu được bạch cốt yêu hoa nương thật sự khó đối phó. Chỉ trong nháy mắt, đòn tấn công của bạch cốt yêu hoa nương đã cách hắn 10 mét. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, lần này chỉ còn cách đánh cược mạng sống, hơn nữa hắn rất tin tưởng vào bản thân có thể chống đỡ được. Cho dù bạch cốt yêu này mạnh đến mấy cũng không thể vượt qua dự đoán của hắn được. Sự thật thì sao? Lần này Dương Bách Xuyên hoàn toàn tính sai. Sự cường đại của bạch cốt yêu hoa nương vượt qua dự đoán của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Bách Xuyên thúc giục công pháp, trường sinh, đấu chuyển, phần thiên, lôi đình. Phần thiên chí toàn phát ra ngọn lửa uy lực. Nam Đo ở Tinh Hải nuôi vạn yêu giết chết độc long đạt được Hỏa Long Châu, sau đó tu luyện Hỏa Long Châu thành thần thông phần thiên chí tôn. Hắn rất ít dùng thần thông này nhưng bây giờ hắn đã là tiên nhân hỗn nguyên đạo tiên, cho dù không cần lực lượng Hỏa Long Châu cũng có thể tùy thích sử dụng thần thông này. Lôi đình chí tôn gian sam xét của thiên địa đe tan công, cũng là chiêu thức cường đại nhất trong các thần thông chí tôn. Cho dù bạch cốt yêu mạnh đến may cung bị xe một miếng thịt, hoặc kém nhất cũng giúp Lạc Dương có cơ hội ra tay. Sau khi chứng kiến pháp tướng của tiểu sư thúc, Lạc Dương đã tin tưởng hắn, hay nói cách khác tin tưởng vào thập nhị chí tôn. Bởi vì nàng ta từng chứng kiến uy lực của thần thông thập nhị chí tôn. Hai mắt Lạc Dương sáng rực, bởi vì nàng ta thấy được sự bùng nổ của Dương Bách Xuyên, của nhiên là đệ tử quan môn của sư gia, khí thế uy lực này đã vượt xa hỗn nguyên đạo tiên, bước gần đến tình tự tiên quân. Hiện tại tiểu sư thúc mới chỉ là hỗn nguyên đạo tiên sơ phẩm, tiền đồ tương lai không thể đoán trước. Năm đó sư phụ thi triển thập nhị chí tôn cũng có khí thế này. Trong lòng cảm thán nhưng ánh mắt của Lạc Dương lại chăm chú dõi theo bạch cốt yêu hoa nương, tìm kiếm cơ hội ra tay. Sau đó cả người Lạc Dương chấn động, ánh sáng quanh cơ thể chói gấp 5 lần. Thanh kiếm lơ lửng treo trên không, 6 phi kiếm bay vòng quanh nàng ta chuẩn bị dùng ngự kiếm chi thuật. Thần hồn càng cường đại thì càng khống chế được nhiều ngự phi kiếm, thân là đệ tử kiếm tiên, thiên phú của Lạc Dương không tệ. Nàng ta có thể thao tác được 6 phi kiếm cùng lúc. Giờ chỉ xem lần này tiểu sư thúc có thể đỡ được đòn tấn công của bạch cốt yêu hoa nương hay không thôi. Nếu có thể đỡ được, dù nàng ta không tìm thấy điểm chết của hoa nương thì cũng có cơ hội tấn công hoa nương. Lúc này Lạc Dương nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Pháp tướng kim quang cao 100 mét của Dương Bách Xuyên lóe lên, thần thánh uy nghiêm như một ngọn núi lớn, tản ra áp lực làm người sợ hãi. Ầm ầm ầm. Pháp tướng khổng lồ của Dương Bách Xuyên vung quyền xuất trưởng, mang theo pháp tắc thiên địa, không ngừng công kích oán sát khí màu đen. Răng rắc, lôi đình liên tục giáng xuống, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khí thế cực đáng sợ. Nhưng điều làm Lạc Dương sợ hãi là những đòn tấn công cường đại của Dương Bách Xuyên lại không xi nhê gì với oán sát màu đen kia. Đúng lúc này bạch cốt yêu hoa nương phát ra tiếng kêu thảm thiết. A, à, gào gào, tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Lạc Dương mừng thầm. Hiển nhiên hoa nương đã bị thương. Dương Bách Xuyên cũng cong môi, hắn không ngờ dùng cảnh giới hỗn nguyên đạo tiên so phẩm thi triển nam thần thông chí tôn lại tạo ra uy lực lớn đến vậy. Phía xa, cảnh sán và chim thần ma cũng đang quan sát. Nghe thấy tiếng gào thét của hoa nương, cảnh sán thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta biết chim thần ma bất phàm, có thể nói có thể trả lời, kiến thức sâu rộng, cụa đen. Nhà đầu, ngươi là nữ nhân của tên nhóc thối kia nên lão tử không so đo. Nhưng đừng học cái thói vô lễ của thằng nhóc đó. Lão tử là chim thần ma đứng đầu tam giới, ngươi có thể gọi ta là chim thần ma đại nhân, cũng có thể gọi là điểu gia, nhưng đừng gọi cụa đen. Lão tử rất ghét tên này. Cảnh sán vừa gọi một câu cụa đen đã làm chim thần ma tức giận, ngắt lời cảnh sán. Rất xin lỗi, ta nghe xuyên tử gọi ngươi như vậy nên mới. Vậy ta gọi ngươi là chim thần ma đại nhân nhé.
Cảnh Sán vội vàng xin lỗi chim thần ma. Hiện tại nàng ta là người có tu vi yếu nhất trong mấy người nên trong lòng cảm thấy hơi tự ti. Cung đung, tu vi của Cảnh Sán vẫn chỉ là đại lạ. Chim thần ma vừa lòng gật đầu, vậy mới đúng, tuy bây giờ ngươi là nữ nhân của tên nhóc thối kia nhưng yên tâm, lão tử khẳng định đối xử với ngươi tốt hơn tên đó. Có gì nói đi, ngoài ra ngươi cũng đừng tự ti, lão tử biết ngươi cảm thấy lo lắng khi tu vi thấp hơn tên nhóc đó, thiên phú của ngươi không tệ, sau này chăm chỉ tu luyện sẽ thành công. Cảnh Sán nghe thấy đánh giá của chim thần ma thì vui vẻ thật sự. Tất nhiên, lão tử là chim thần ma đứng đầu tam giới đấy, sao có thể nhìn lầm được. Chim thần ma kiêu ngạo nói. Vâng, ta tin tưởng chim thần ma đại nhân. Sự tôn trọng của Cảnh Sán khiến chim thần ma vô cùng sảng khoái. Sau này đi theo ta tu hành, tuyệt đối giúp ngươi một bước lên trời. Cảm ơn chim thần ma đại nhân. Cảnh Sán vội vàng cảm ơn. Cho dù nàng ta không quá hiểu biết về chim thần ma nhưng cũng cảm nhận được sự bất phàm của nó, đôi khi trực giác của nữ nhân rất mạnh. Nói cảm ơn xong, Cảnh Sán cũng không quên hỏi chuyện quan trọng, nàng ta rất lo lắng cho Dương Bách Xuyên, chim thần ma đại nhân, ngài nói xem Xuyên Tử có thể thăng được không? Nhìn qua thì Bạch Cốt Hiêu đang yêu thế hơn Xuyên Tử. Đâu dễ ăn như vậy, lực lượng bộc phát lần này của Dương Bách Xuyên không tệ, nhưng muốn giết được Bạch Cốt Hiêu thì còn kém xa, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Chỉ cần tên nhóc đó đừng nghèo trong tay Bạch Cốt Hiêu là ta đã thắp hương khấn vai rồi, Bạch Cốt Hiêu kia không hề tam thường, không thể coi thường nó được. Chim thần ma nói. Cảnh Sán, vậy nếu có thêm Lạc Dương thì sao? Tu vi của Lạc Dương là tiên vương. Cộng lại cũng không đủ, Lạc Dương cũng chỉ là tiên vương sơ phẩm, Bạch Cốt Hiêu này rất cổ quái, không giống tiên nhân hay yêu tu tầm thường, trừ khi. Nói đến đây chim thần ma ngừng lại. Cảnh Sán vội vàng hỏi, trừ khi gì cơ? Trừ khi, hai. Có khó khăn cũng có nguy hiểm, không biết nàng ta có nguyện ý hay không, phải nhìn xem đã, lát nữa rồi nói tiếp. Chim thần ma nói xong lại nhìn về bên kia. Hắn không ngờ một đòn này của Hoa Nương lại mạnh đến thế, nếu không phải trên người hắn có phòng ngự cường đại, chắc chắn hắn sẽ bị thương. Lạc Dương, tiểu sư thúc, người thu pháp tướng lại đi. Dương Bách Xuyên lập tức cảm nhận được kiếm khí vô tận bùng phát phía sau lưng, hắn biết Lạc Dương đang phát lực. Không kịp nghĩ nhiều. Dù sao pháp tướng của hắn cũng sắp tan vỡ, lập tức thu lại hóa thành độ cao như người bình thường. Khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau, Dương Bách Xuyên cũng phải trợn tròn mắt, 6 thanh kiếm khổng lồ, mỗi thanh kiếm dài trăm trượng đang treo trên trời cao. 6 thanh kiếm khổng lồ dài cả trăm mét bay lơ lửng trên không, cảnh tượng vô cùng chấn động. Dương Bách Xuyên biết đây là nước cờ lớn mà Lạc Dương đã chuẩn bị, hiện tại là thời điểm tốt để tấn công. Khi nghe thấy Lạc Dương nói, pháp tướng của hắn sắp sụp đổ, 6 thanh kiếm khổng lồ xẹt qua đầu hắn. Hắn lăn qua lăn lại nửa ngày chính là để đợi giờ phút này, tạo cơ hội cho Lạc Dương. Vừa đúng lúc, rõ ràng Lạc Dương đã chuẩn bị từ lâu và cuối cùng đã nắm bắt được cơ hội. Cốt Hiêu Hoa Nương đã đấu với hắn một trận, ít nhất cũng khiến nàng ta hao tổn sức mạnh, mặc dù không đáng kể nhưng chắc chắn sẽ mất đi một phần lực lượng. Lạc Dương hành động đúng thời điểm. 6 thanh kiếm tản ra kiếm khí vô cùng cường đại, gầm thét lao đi. Trong mắt Dương Bách Xuyên, 6 thanh kiếm của Lạc Dương hình thành một trận pháp, 5 thanh kiếm mang sức mạnh ngũ hành, thanh ở giữa là quan trọng nhất, Dương Bách Xuyên không cảm nhận được thuộc tính sức mạnh của nó nhưng lại cảm nhận được lực lượng thần hồn vô cùng cường đại. Mọi thứ đều có cốt lõi, rõ ràng thanh kiếm ở giữa kia chính là trung tâm, cũng là yếu tố quan trọng trong nước cờ của Lạc Dương. Khí thế và sức mạnh đều đã đủ, Dương Bách Xuyên chỉ hy vọng đòn tấn công này có thể đánh bại được Cốt Hiêu Hoa Nương. Hắn đứng ở dưới ngẩng đầu nhìn trận chiến phía trên, Lạc Dương lơ lửng ở không trung, toàn thân hiện lên minh văn chiếu lấp lánh, hai tay không ngừng kết ấn, hết sức chăm chú điều khiển phi kiếm. Chỉ trong nháy mắt, đòn tấn công đã tới bộ xương khổng lồ của Hoa Nương. Ầm ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Gào, kèm theo đó là tiếng gào thét đau đớn của Hoa Nương. Oán khí đen kịt lập tức tản ra khắp nơi. 6 thanh kiếm khổng lồ của Lạc Dương xuyên qua cơ thể Hoa Nương. Khí đen bao quanh nàng ta cũng nhanh chóng tan đi. Dương Bách Xuyên mừng rỡ, hắn nhìn thấy kiếm của Lạc Dương xuyên thấu khắp nơi trên cơ thể Cốt Hiêu Hoa Nương, đầu, ngực, tứ chi đều bị kiếm xuyên thấu, tiếng nổ vang dội cũng là lúc nàng ta gào lên đau đớn. Chỉ bằng một chiêu, bộ xương khô khổng lồ cao trăm mét của Cốt Hiêu Hoa Nong đã bị Lạc Dương đép tan tương đương. Cảnh tượng này khiến Dương Bách Xuyên khó mà tin nổi, bởi vì quá dễ dàng. Theo lý thì đòn tấn công của Lạc Dương mạnh nhưng lúc trước Dương Bách Xuyên đã giao đấu với Cốt Hiêu Hoa Nương, hắn cảm thấy Cốt Hiêu này không dễ chết như vậy tương đương. Trong lòng mang theo suy đoán, Dương Bách Xuyên nhìn quanh,
chỉ thấy bộ xương khổng lồ của Hoa Nương đang bị 6 thanh kiếm đánh thành mảnh vụn. Vậy là xong rồi. Dương Bách Xuyên hơi bối rối. Nhưng, nhìn một đống xương vụn trắng trước mắt mình, đây là sự thật. Cốt Hiêu Hoa Nương bị Lạc Dương tiêu diệt. Dương Bách Xuyên đứng nguyên vị trí, nhìn Lạc Dương đang lơ lửng trên không trung, đang định nói gì đó nhưng hắn lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng lắm. Lạc Dương không hề thả lỏng, ngược lại ánh mắt còn nhìn chằm chằm xương trắng trên mặt đất. Xương trắng của Hoa Nương không giống với những bộ xương khác ở đây, chúng gần như có màu như pha lê và phát ra vầng sáng màu trắng bạc nhạt, sáng hơn nhiều. Sau khi bị Lạc Dương tấn công, mặc dù bộ xương đã rơi lả tả trên mặt đất, nhưng trên thực tế, chúng vẫn dính chặt vào nhau, giống như một ngọn núi nhỏ. Dương Bách Xuyên thấy Lạc Dương vẫn nhìn chằm chằm vào đống xương của Lạc Dương mà không hề buồn lòng, lúc này hắn cũng đã cảm nhận được chỗ không đúng, nhìn qua phía đó, hai mắt Dương Bách Xuyên trừng mắt, hắn đã phát hiện ra điểm bất thường. Nhưng không thể chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Ở phía xa, Cảnh Sán và Chim Thần Ma cũng đang nhìn chằm chằm. Cảnh Sán nói, Chim Thần Ma đại nhân, Cốt Hiêu chết chưa? Nhắc nhở thì không cần, chút giác ngộ này hai người họ vẫn có, hai chúng ta cứ ở đây, đừng kéo chân bọn họ là được. Chim Thần Ma lên tiếng. Cảnh Sán nghe vậy cũng thấy đúng, tu vi của Dương Bách Xuyên và Lạc Dương đều cao hơn nàng ta, chuyện này nàng ta vẫn có thể hiểu được. Chim Thần Ma đại nhân, người nói nếu Cốt Hiêu kia không chết thì sẽ có thủ đoạn gì tiếp theo? Cảnh Sán hỏi. Cái này thì không chắc, Cốt Hiêu là sinh linh rất đặc thù, nhưng người cũng đừng lo lắng. Nếu như Lạc Dương và Dương Bách Xuyên có thể liên hợp đánh tan được khung xương của Cốt Hiêu, chứng minh vẫn còn có hy vọng, chúng ta cứ quan sát cái đã, để ta nghĩ xem, chưa biết chừng có thể nghĩ ra cách đối phó với Cốt Hiêu. Tương đương Chim Thần Ma không trả lời được câu hỏi của Cảnh Sán, nó cảm thấy mất mặt nhưng miệng lưỡi vẫn trơn tru bỏ qua vấn đề này. Vậy, được rồi, Chim Thần Ma đại nhân, người nhất định sẽ nghĩ ra cách giúp bọn họ. Cảnh Sán không giúp được gì, trong lòng rất lo lắng. Lạc Dương đáp xuống. Đi tới cạnh Dương Bách Xuyên. Lạc Dương, ngươi nhìn ra gì rồi? Dương Bách Xuyên hỏi. Lạc Dương đáo, tiểu sư thúc, quả thật có vấn đề, mặc dù ta đã phá được cơ thể Cốt Hiêu nhưng cảm giác như không thương tổn được nàng ta, nếu dễ dàng đánh tan như vậy chắc chắn là có vấn đề, ta qua xem thử. Đợi đã, tương đương Dương Bách Xuyên gọi Lạc Dương, ta thử xem tương đương. Lạc Dương khó hiểu nhìn Dương Bách Xuyên, khi bọn họ đứng cách Hoa Nương chỉ 5-60 mét, Dương Bách Xuyên cũng không tiến lên. Miệng lẩm bẩm, phần thiên chi nộ tương đương. Đây là phần thiên chí tôn tăng thứ tư của tháp nhị chí tôn thần thông, hắn đã quen gọi là phần thiên chi nộ. Chiêu thần thông này là ngọn lửa cường đại, có thể biến to nhỏ, chỉ cần một suy nghĩ của hắn, nhỏ thì hội tụ trong lòng bàn tay của hắn, lớn thì hóa thành biển lửa. Nếu như đã cảm giác được Hoa Nương bất thường, vậy thì dùng lửa đốt cháy xương của nàng ta, xem rốt cuộc Cốt Hiêu này đã bị Lạc Dương tiêu diệt hay chưa. Ầm tương đương. Ngọn lửa bùng phát từ cơ thể Dương Bách Xuyên, ngay lập tức biến thành một con rồng lửa và bay về phía đống xương của Cốt Hiêu Hoa Nương. Con rồng lửa dài trăm mét lao vào đống xương. Ầm ầm tương đương. Trong tiếng nổ vang dội, con rồng hóa thành biển lửa, dường như đang nuốt chửng đống xương trắng. Nhìn từ phía xa, Cốt Hiêu của Hoa Nương hoàn toàn bị nuốt chửng. Nhưng Dương Bách Xuyên lại nhíu mày, hắn nói với Lạc Dương, xem ra quả thật là có vấn đề, lửa cháy như vậy mà không có chút âm thanh nào. Những xương trắng kia lại không hề bị tổn hại. Tiểu sư thúc, để ta thử chém nàng ta một kiếm. Lạc Dương nói. Dương Bách Xuyên xua tay, đợi đã, ta thêm lửa xem sao, người ở cạnh chuẩn bị ứng phó tình huống bất ngờ. Được, tiểu sư thúc cẩn thận. Lạc Dương gật đầu, ngọn lửa mà tiểu sư thúc thi triển ra đã rất mạnh rồi, nhưng nghe có vẻ Nhu vẫn còn có bản lĩnh chưa thể hiện, nàng có hơi tò mò, vị tiểu sư thúc này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật trên người. Dương Bách Xuyên thì sao? Đương nhiên có bản lĩnh, phần thiên chi nộ chỉ là chiêu thần thông thứ nhất của hắn, đây chưa phải là ngọn lửa mạnh nhất, hắn còn có thanh liên tiên hỏa đứng thứ ba của tiên giới. Bây giờ thêm thanh liên tiên hỏa vào trong biển lửa phần thiên, nhất định uy lực sẽ tăng mạnh, không chỉ là gấp đôi. Cho dù Cốt Hiêu Hoa Nương có thể so với tiên khí thượng phẩm thì hắn tin mình có thể đốt cháy từng đoạn. Trong lòng khẽ động, thanh liên tiên hỏa hóa thành một luồng sáng màu xanh rồi bay vọt vào trong biển lửa. Lần này hiệu quả đã rõ ràng. Gào, đáng chết, tất cả các người đều phải xuống địa ngục tương đương. Tiếng giận dữ vang lên trong biển lửa. Dương Bách Xuyên và Lạc Dương nhìn nhau, quả nhiên Cốt Hiêu giả chết. Chưa biết chừng đang âm mưu cái gì, cũng may là ép được nàng ta ra ngoài. Tiếng kêu gào truyền ra từ trong biển lửa, rõ ràng Cốt Hiêu Hoa Nương đã bị thanh liên của hắn tác động. Điều này cũng nằm không dự tính của Dương Bách Xuyên,
Thanh Liên Tiên Hỏa chưa bao giờ thất thủ. Lần này cũng không ngoại lệ. Dương Bách Xuyên cười lạnh, nghiệt chướng, đền tội đi. Nếu không ta sẽ khiến cho ngươi hồn bay phách lạc. Vừa nói hắn vừa gật đầu với Lạc Dương ra hiệu hành động. Chuông Đông Hoàng vàng cánh cửa U Đô đồng thời xuất hiện, tay hắn lóe lên, năm lá cây màu tím xuất hiện, đây chính là lá của cây ngũ lôi trong bình càn khôn, sấm sét ngũ hành, sức mạnh của thiên nhiên. Lần này Dương Bách Xuyên đã vét cạn đáy, hắn không tin không diệt được cốt yêu này. Lạc Dương đã xong từ lâu, nàng vung tay, sáu thanh kiếm bay quanh người chuẩn bị ra tay. Trong biển lửa cũng có thay đổi. Gào, âm ầm tương đương. Sau tiếng nổ, núi xương nứt ra. Bọn họ nhìn thấy bộ xương màu đỏ thẫm, có kích thước như người bình thường, nhưng toàn thân lại đỏ rực với những dòng chữ màu xám lập lòe trên từng đoạn xương. Một luồng khí u ám lan ra, khiến vẻ mặt của Dương Bách Xuyên và Lạc Dương đều thay đổi, bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc với cỗ lực lượng quy dị như thế này. Khí tức này là loại lực lượng gì đây? Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi Lạc Dương. Lạc Dương lắc đầu nói, con cũng chưa từng thấy loại lực lượng này, hình như còn mạnh hơn cả cấp độ lực tiên nguyên. Trong lòng Dương Bách Xuyên run lên, lực lượng của bản thân hắn là bởi vì công pháp tu luyện khác nên theo một ý nghĩa nào đó chính là đã vượt qua cấp độ tiên lực, mà bây giờ khí tức do cốt yêu hoa nương phóng ra dường như có lực lượng cùng cấp bậc với lực lượng của hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng lại tràn đầy âm u tà ác. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lực lượng bậc này. Lạc Dương cũng vậy. Vẻ mặt hai người đều nghiêm trọng. Nếu ngươi không hiểu được lực lượng mình chưa biết, ngươi đương nhiên sẽ có nỗi sợ hãi theo bản năng. Hai người bọn họ nhìn lại, chỉ thấy bộ xương người màu đỏ đang trong trạng thái ngồi khoanh chân tu luyện, bộ xương người được tạo dáng như thế này thật sự rất quỷ dị. Nhưng điều quỷ dị hơn còn ở phía sau, hoặc có thể nói là dưới bộ xương người. Bộ xương người này đang ở trạng thái lơ lửng, cách mặt đất 3 mét, mà bên dưới còn có một vòng xoáy hình tròn đang phát ra quầng sáng màu xám lạnh nồng nặc, trông giống như khói đặc, cũng khác với oán khí màu đen trước đó. Đúng là trong vòng xoáy màu xám này tản ra khí tức u ám tà ác khiến Dương Bách Xuyên và Lạc Dương sợ hãi trong lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ xương người màu đỏ này mới chính là bản thể thật sự của cốt yêu hoa nương, bị hắn và Lạc Dương ép ra ngoài. Hai người họ căng thẳng, nhìn chằm chằm về phía trước. Khoảnh khắc tiếp theo, lại nghe thấy giọng nói của hoa nương, các ngươi cũng nên chết rồi, có thể ép bản thể của lão nương ra ngoài cũng coi như khá kiêu ngạo, nhưng trò chơi sẽ kết thúc ngay bây giờ. Tiếp theo lão nương sẽ cho ngươi xem thế nào là nghiền nát một con kiến. Sau khi hoa nương dứt lời, lại nhìn thấy một bóng người màu xám đột nhiên lóe lên trong vòng xoáy bên dưới. Đồng tử Dương Bách Xuyên co rụt lại, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái bóng giống người mà hình như không phải bóng người, mặc dù rất nhanh nhưng hắn có thể thấy rất rõ ràng, cái bóng kia đột nhiên nhập vào khung xương người đỏ thẫm, hoặc có lẽ là nhập vào khung xương của hoa nương. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Đã thấy trên khung xương người đỏ thẫm dường như mọc thêm máu thịt, bắt đầu trở nên đầy đặn. Ngay lập tức, trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên và Lạc Dương nhìn thấy hoa nong biên thanh mốt con quái vật tương đương. Một con quái vật mọc đầy vảy màu xám toàn thân, trên lưng còn mọc cánh chim. Tất nhiên, tổng thể vẫn là hình người. Tuy nhiên, máu thịt màu xám đã mọc khắp cơ thể, cũng có một lớp vảy bao phủ, đôi cánh cũng màu xám, phần đầu thì vẫn giống trạng thái trước đó. Nhưng sau khi biến thành màu xám lại khiến bọn họ có cảm giác rất quỷ dị. Khí tức càng lúc càng cường đại hơn, ngược lại, trong cảm giác của Dương Bách Xuyên lại thấy nó đã vượt qua cấp độ của lực tiên nguyên, gần ngang với lực can khôn trong cơ thể hắn, nhưng lại cực kỳ mạnh. Đây là cái quái gì vậy? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm trong lòng. Nhưng hắn lại càng căng thẳng hơn. Nghe giọng điệu của hoa nương, dường như ban đầu nàng ta không có ý định xuất lực ra ngoài, nhưng lúc này lại xuất hết toàn lực rồi. Mọi việc đều không được sợ, sợ sẽ mất đi khí thế, chỉ có thể bị đẩy ngược. Và lại, còn chưa bắt đầu đánh, ai biết đối phương có đang hù dọa hay không. Trong lòng Dương Bách Xuyên âm thầm cổ động cho mình, hoặc là đang an ủi bản thân. Lạc Dương đồng thời khống chế sáu thanh phi kiếm, u cộng hưởng, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng. Mà cách phía đối diện 50, 60 mét, hoa nương bay lơ lửng trên khoác cũng ra tay nhanh như chớp. Vèo một cái. Nàng ta đã biến mất ngay tại chỗ. Tiểu sư thúc, cẩn thận tương đương. Lạc Dương hét lớn, sáu thanh phi kiếm bay vèo ra. Ầm 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 tương đương. Vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Dương Bách Xuyên cũng không nhìn rõ Lạc Dương và cốt yêu hoa nương giao thủ như thế nào, bên tai chỉ vang lên tiếng nổ ầm ầm. Trong lòng hắn thật sự rất ngạc nhiên. Bất kể là Lạc Dương hay là cốt yêu hoa nương thì thực lực lúc này của bọn họ dường như đều vượt qua hắn rất nhiều.
làm cho hắn không thể nhìn rõ tình hình hai người giao thủ. Khoảnh khắc tiếp theo lại thay Lạc Dương bay ngược ra ngoài. Phụt tương đương, một mảng lớn xương máu tràn ngập trong không khí. Rõ ràng Lạc Dương đã nhận một đòn nặng nề. Nhanh, quá nhanh tương đương. Đây là phản ứng trong đầu Dương Bách Xuyên. Hắn còn không nhìn ra tình huống như thế nào mà Lạc Dương đã bay ngược ra ngoài hộc máu rồi. Chẳng lẽ thực lực của tên nghiệp chướng này thật sự mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lạc Dương cũng là tiên vương cảnh sơ phẩm đấy. Một trận giao đấu trực diện đã không chống đỡ nổi ư. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên không kịp nghĩ nhiều, hắn đã hét lên với cảnh sán ở phía sau, cảnh sán, chăm sóc Lạc Dương tương đương. Hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt lại. Tiểu gia hoàng thật sự không tin tà ác, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, như thể thúc giục tinh thần cho chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô. Ánh mắt hắn về phía trước, cũng lại thấy Hoa Nương đang bay lơ lửng cách hắn 10 mét, sau thanh phi kiếm của Lạc Dương đều bị gãy làm hai đoạn và vương vãi khắp mặt đất. Xít tương đương. Dương Bách Xuyên hít một hơi khí lạnh, phi kiếm của Lạc Dương có thể nói là bất phàm, trong mắt hắn cũng là thượng phẩm, tên ma đầu này rốt cuộc là quái vật gì mà lại mạnh như vậy. Vừa đối đầu với nó, Lạc Dương không chỉ bị thương mà sáu thanh phi kiếm cũng gãy thành hai đoạn. Lại còn bay ngược ra ngoài hộc máu. Chỉ riêng lực sát thương của phi kiếm cũng đủ để Lạc Dương hộc máu rất nhiều, kiếm tiên sửa phi kiếm cũng là sự cắn trả sau khi nguyên thần nuôi dưỡng nó bị hao tổn. Điều khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên chính là hắn phát hiện cốt yêu Hoa Nương ở phía đối diện lúc này lại không tấn công hắn, mà là lơ lửng giữa không trung bao vây hắn. Hay đúng hơn, hắn phát hiện lực chú ý của Hoa Nương đang dồn vào cánh cửa U Đô phía sau hắn. Thường thì có một loại sức mạnh hắc ám nào đó có thể chui vào trong cơ thể, thúc giục cánh cửa U Đô luôn có thể được hấp thụ sạch sẽ. Cánh cửa U Đô mở ra chỉ có dáng vẻ tối tăm vô biên, hoàn toàn không biết bên trong cánh cửa này là gì và cánh cửa này dẫn đến đâu. Lúc này hắn lại cảm thấy hơi kỳ quái. Cốt yêu Hoa Nương lại có vẻ kiêng dè cánh cửa U Đô này, điều này khiến bản thân Dương Bách Xuyên cảm thấy không chân thật. Rốt cuộc là tình huống gì đây, Dương Bách Xuyên không thể quan tâm nhiều như vậy. Tên nghiệp chướng này đã làm Lạc Dương bị thương, hắn không thể đứng nhìn, càng không thể chờ đối phương ra tay tấn công hắn, nếu nàng ta không ra tay thì mình ra tay trước vậy. Xiết tương đương. Dương Bách Xuyên gầm lên giận dữ, chủ động tấn công. Cả thân thể và cây tử vân ngũ lôi trong tay hắn đều bay về phía Hoa Nương, dưới sự khống chế của ý niệm, năm mảnh lá cây tử vân ngũ lôi đã bay đi thành năm hướng. Khoảng cách hơn 10 mét, rất gần, trong nháy mắt phát nổ. Răng rắc, âm ầm. Tiếng nổ của sấm sét làm rung chuyển trời đất. Năm tia chớp màu sắc khác nhau rơi xuống trên người Hoa Nương. Lúc này, Dương Bách Xuyên rõ ràng nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt xám xịt của Hoa Nương, như thể không ngờ trong tay hắn còn có chí bảo ngũ lôi. Sấm sét cũng có thuộc tính, lôi ngũ hành, hoặc âm hoặc dương, nhưng mỗi loại đều khác nhau, phạm vi liên quan tương ứng cũng rất rộng. Nhất định phải có một loại có thể uy hiếp được sự tồn tại quỷ dị như Hoa Nương này. Đánh giá từ khuôn mặt xám xịt của nàng ta, rõ ràng là nàng ta có phần kiêng kỵ lôi ngũ hành của hắn. Chỉ thấy đôi cánh màu xám phía sau Hoa Nương thế mà lại bộc phát ánh sáng xám, lập tức bao bọc lấy nàng ta và cuộn tròn thành một quả cầu. Dương Bách Xuyên có thể thấy rất rõ, ngũ lôi của hắn lập tức nổ ở trên đó. Nhưng hắn cũng cảm thấy có chút khó khăn. Bởi vì sau khi hắn cảm nhận được đôi cánh sau lưng Hoa Nương bao bọc lấy nàng ta, khí tức tà ác mạnh mẽ cũng tăng vọt trong nháy mắt. Rõ ràng là một hàng phòng ngự đáng gờm. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên cũng không quan trọng, thứ hắn muốn chính là một cơ hội như vậy. Chí ít là vào lúc này Hoa Nương đang phòng ngự chống lại ngũ lôi của hắn chứ không phải phát động tấn công hắn. Hắc Liên tương đương. Dương Bách Xuyên nhảy dựng lên, trong đầu kêu Hắc Liên một tiếng. Cùng lúc đó, trứng côn bằng cũng xuất hiện trong tay hắn. Hắn thúc giục ném quả trứng côn bằng lên bầu trời phía trên Hoa Nương. Minh văn côn bằng vô cùng sáng chói hơn bao giờ hết, chỉ chớp mắt đã thấy kim quang sáng loáng bao vây trên người Hoa Nương. Kiếm đầu long cũng xuất hiện trong tay Dương Bách Xuyên, sau đó hắn gầm lên, bét hoang quy y, chém tương đương. Lần này hắn đã dốc hết vốn liếng rồi, không chỉ một lần kích hoạt lá cây ngũ lôi tử, dùng sấm sét vô hình để chém, mà còn liều mạng dùng sức mạnh của minh văn trên trứng côn bằng để chấn áp. Mặc dù hắn biết kim quang của minh văn trên trứng côn bằng đã bị Hoa Nương phá vỡ một lần, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn sử dụng trứng côn bằng, bất kể như thế nào, cái gì hắn có thể dùng đều sẽ lấy ra dùng, cho dù chỉ tạo ra một chút ràng buộc hay một chút thương tổn đối với Hoa Nương là được. Với nhát kiếm cuối cùng, hắn gần như thúc giục hết pháp lực của toàn thân, thậm chí mượn lực thần hồn cường đại của Hắc Liên, một nhát kiếm bát hoang quy nhất cũng là kiếm quyết có uy lực lớn nhất của Hắc Liên.
làm liền một mạch bổ vào cánh chim đang bao bọc lấy Hoa Nương thành hình cầu. Âm tương đương, tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Là tiếng kêu thảm thiết của Hoa Nương. Trong lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ, lần này hắn không chết sao. Nhưng ngay sau đó sắc mặt Dương Bách Xuyên lại thay đổi. Hắn phát hiện kim quang của Minh Văn trên trứng côn bằng thế mà lại bắt đầu biến mất. Lúc một nhát kiếm rơi xuống, uy lực quả thực rất mạnh, hắn cũng nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Hoa Nương, nhưng hắn không ngờ rằng xương cốt của đối phương lại mạnh đến mức vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Trong tiếng nổ, Dương Bách Xuyên thấy rõ thanh kiếm của mình đã xuyên thủng phòng ngự của Hoa Nương và cắt xuống đôi cánh của nàng ta, cũng bộc phát huyết quang. Đây là một nhát kiếm bổ vào khớp xương đầu, nhưng điều đáng sợ là nó không làm gãy xương cánh của nàng ta. Đúng là cứng rắn vượt quá sức tưởng tượng. Trong phút chốc, thân thể Dương Bách Xuyên đã bị huyết quang chiếu rọi. Đột nhiên, Dương Bách Xuyên hét lên thảm thiết, trực tiếp bay lộn ngược ra ngoài. Lúc này, hắn cảm thấy người mình như bị từng cây kim được nung đỏ đâm xuyên qua. Cơn đau thấm sâu vào linh hồn và lan rộng khắp cơ thể. Tiểu sư thúc, Lạc Dương nhảy lên, bắt lấy Dương Bách Xuyên. Khụ khụ. Sau khi đứng vững, Dương Bách Xuyên vươn tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, trên trán lại chảy đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Lần này hắn bị thương không hề nhẹ, cứ tưởng bản thân có thể đánh ngang tay với Hoa Nương, không ngờ lại tính sai, đúng hơn là hắn đã đánh giá thấp Hoa Nương rồi. Luồng sáng màu máu ban nãy tượng trưng cho sức mạnh tà ác to lớn, nó nhân lúc hai bên va chạm mà lén chui vào người hắn, hiện trong cơ thể hắn đã loạn thành một cục. Không sao, gặp chút rắc rối thôi, sức mạnh của kẻ nghiệt chướng kia lẻn vào người ta, khá là khó đối phó, ta cần thời gian giải quyết chúng. Dương Bách Xuyên cố nói hết câu, sau đó không thèm để ý tới chuyện khác mà lập tức ngồi phịch xuống đất, bắt đầu ra tay đào bới sức mạnh tà ác vừa chui vào người mình. Kỳ thật Lạc Dương cũng có khác gì đâu. Nãy nàng ta cũng gặp bất lợi, bị thương, nên tất nhiên biết rất rõ cảm giác khi bị sức mạnh tà ác chui vào người mà Dương Bách Xuyên nói ra sao. Hiện Dương Bách Xuyên đã không còn tâm trí đâu mà lo nghĩ tới những điều khác, khoanh chân ngồi xuống, xem chừng muốn vận công để chèn ép cũng như luyện hóa sức mạnh tà ác kia. Từ sau khi luồng sức mạnh đó tiến vào cơ thể, Dương Bách Xuyên phát hiện lần đầu tiên sức mạnh can khôn đạo nguyên của hắn gặp phải đối thủ. Những nơi nó đi qua chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, nó quậy đục nước trong cơ thể hắn, khiến con đường vận chuyển sức mạnh bên trong loạn xà ngầu hết cả lên. Nếu còn kéo dài sẽ mang tới hậu họa khôn lường. Đầu tiên, Dương Bách Xuyên thúc giục cửa U Đô, nếu là sức mạnh tà ác âm U, vậy theo lý thuyết thì cửa U Đô có khả năng hấp thu lấy nó mới phải. Trong lần va chạm trước, cửa U Đô và chuông Đông Hoàng ở bên ngoài đột ngột bị ánh sáng máu của Hoa Nương chia cách, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc hắn sử dụng cửa U Đô để tiêu diệt sức mạnh tà ác trong người. Trước đó hắn từng vận chuyển càn khôn tạo hóa công tới để luyện hóa, rồi lại phát hiện sức mạnh tà ác này có khả năng chống lại sức mạnh càn khôn, nói cách khác thì hai bên rơi vào trạng thái giằng co, thế nên hắn mới chuyển qua cửa U Đô. Có điều tình hình dường như vượt quá sức tưởng tượng của Dương Bách Xuyên, thể theo những lần sử dụng trước thì sau khi cửa U Đô mở ra, sức mạnh tăm tối sẽ lập tức bị hấp thu, nhưng lần này có vẻ là gặp chúng đối thủ mạnh rồi. Bởi sau khi cửa U Đô bật mở, lực hút dạng lốc xoáy lại chẳng thể hút được bao nhiêu sức mạnh tà ác, mà chỉ có một chút xíu siêu như kéo tơ lột kén vậy. Điều ấy khiến Dương Bách Xuyên sợ hoảng hồn, rốt cuộc là sức mạnh quái quỷ gì thế, sao bá đạo quá vậy? Phái can khôn tạo hóa công ra luyện hóa thì rơi vào thế giang co, mở cửa U Đô để hấp thu thì lại nhỏ giọt, chẳng thấm vào đâu. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Vấn đề là bây giờ Dương Bách Xuyên cũng chẳng nghĩ ra được ý gì hay, chỉ đành cố hết sức tiêu diệt sức mạnh tà ác trong người. Cũng may là sau khi cửa U Đô mở ra, mặc dù không hút được bao nhiêu sức mạnh tà ác, nhưng lại có thể kiềm hãm sự phát triển của luồng sức mạnh, khiến nó trở nên ổn định, hay nói đơn giản là không cho nó hóa ác thêm nữa. Không còn cách nào khác, Lạc Dương đành nhắm mắt lại. Khí thế của Cốt Hiêu tăng vọt, xem chừng có vẻ tức giận lắm, hẳn là bị vị tiểu sư thúc Dương Bách Xuyên này chọc tức nổ phổi rồi. Lạc Dương cười khổ trong lòng, với hiện trạng bây giờ, ta có xông lên cũng là tự tìm đường chết. Hay, thôi vậy, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Phía bên kia, cảnh sán thấy Dương Bách Xuyên bị thương thì vội vàng chạy tới bên cạnh hắn, lại phát hiện Dương Bách Xuyên đang nhắm mắt dưỡng thần, bèn cố nhịn xuống, không làm phiền tới hắn, bởi nàng ta biết lúc này Dương Bách Xuyên đang tự chữa thương cho mình. Có điều sau khi thấy Lạc Dương lao ra phía trước chan cho hai người, cảnh sán lo lắng không thôi. Do dự hồi lâu vẫn mở miệng hỏi chim thần ma đại nhân, ngài mau nghĩ cách gì đi, chứ ta thấy Lạc Dương cũng ngăn không nổi Cốt Hiêu kia đâu. Yên tâm, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện đâu, trên người Lạc Dương còn có ý thức ma thần hiện hữu cơ mà,
nó sẽ không đứng nhìn Lạc Dương chết đâu, cứ chờ mà xem, tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiểu gì ma đầu đó cũng nhảy ra thôi. Hiện tại hai người họ là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, nó tuyệt đối không trơ mắt nhìn Lạc Dương tử vong. Chim thần ma nói với giọng khẳng định. Nghe vậy, cảnh sán vui vẻ hỏi tiếp, nghĩa là chúng ta có thể tiêu diệt được cốt hiêu đúng không? Chim thần ma lại lắc đầu, làm gì dễ dàng như vậy, cốt hiêu kia đã tiến hóa tới cảnh giới cực cao, trở thành vua của vạn cốt, Lạc Dương với Dương Bách Xuyên muốn qua được ải này sợ là không hề dễ. Hơn nữa, nếu ta không nhìn lầm thì hình như cốt hiêu đó còn có khả năng liên thông với cõi âm, có thể triệu hồi sinh vật dưới cõi âm. Hồi nãy nàng ta tỏa ra oán sát khí, giờ lại là hơi thở tà ác màu xám, nhìn thôi cũng biết không hề tầm thường, xem chừng lại là một chướng ngại khó giải quyết đây. Vậy phải làm sao bây giờ, ngài mau nghĩ cách gì đi, chứ ta thấy tình hình của Bách Xuyên hiện tại có vẻ không tốt lắm. Vừa nghe chim thần ma nói vậy, cảnh sán lại sốt hết cả ruột. Chim thần ma trầm tư, bảo cách hả, không phải ta đang nghĩ sao, đừng gấp, để ta cân nhắc kỹ càng đã. Thế ngài nghĩ nhanh lên nhé. Dứt lời, cảnh sán không dám thúc giục chim thần ma nữa, nhưng sau đó lại hỏi tiếp, phải rồi, cõi âm là gì? Theo như lời ngài vừa nói thì cốt hiêu có thể gọi tới sinh vật cõi âm, đó là gì vậy? Chim thần ma cất giọng xa xăm, nói thế nào nhỉ, cõi âm là cách người xưa gọi một nơi không nằm trong ba giới thiên địa nhân, nhưng lại thông nối với lục đạo luân hồi, bất cứ thế giới nào cũng tồn tại mặt dương, tỉ như tu giả giới, tiên giới. Thậm chí là vô vàn tiểu thế giới lớn nhỏ đều thuộc về cõi dương, thuộc về mặt sống, tức nơi tồn tại sinh vật có máu có thịt. Trái lại, theo truyền thuyết thì trên đời còn có cõi âm, ám chỉ mặt âm của cả thế giới, chúng ta sống ở ba giới, nơi vạn vật có linh, còn điểm đầu và điểm cuối của thế giới thì thuộc về cõi âm, hay còn được gọi với cái tên U Minh giới. Nghe đồn, U Minh giới chính là cõi âm, là khởi nguồn của linh hồn, cũng là chốn về của các linh hồn, là điểm cuối của tất cả sinh vật có mặt ở cõi dương. Ở U Minh giới, ngoại trừ khởi nguyên của linh hồn, còn có những sinh vật bản địa của nơi ấy, chúng vô cùng tàn ác, lại cực kỳ mạnh mẽ, pháp lực của cõi dương căn bản chẳng có chút tác dụng nào với sinh vật ở U Minh giới, hay nói đúng hơn là pháp lực vô hiệu với chúng, họa chăng chỉ có sức mạnh thần hồn cường đại mới tổn thương được sinh vật cõi âm, nghĩa là phải đánh nhau bằng sức mạnh linh hồn thì mới có hiệu quả. Nếu ta đoán không sai, hơi thở màu xám trên người cốt hiêu hẳn là đến từ sinh vật cõi âm mà nàng ta gọi tới. Nó đã dung hòa vào bộ xương của nàng ta. Có lẽ thực lực của cốt hiêu vốn không mạnh, nhưng nàng ta lại có khả năng triệu hồi sinh vật cõi âm, điều này thật sự rất khủng bố, bởi tu tiên giả không biết nhiều về sinh vật cõi âm, nên gặp bất lợi là hiển nhiên. Mà bên trên chỉ là suy đoán của ta thôi, còn sự thật có đúng như vậy hay không, cần phải tiếp tục quan sát mới biết được. Ngươi đừng quá lo lắng, một khi ý thức ma thần trong người Lạc Dương xuất hiện, hắn có thể kéo dài được thêm một chút thời gian. Nếu cốt hiêu thật sự có năng lực triệu hồi sinh vật tà ám từ cõi âm cũng không sao, vì trên người danh con Dương Bách Xuyên cũng có thứ đối phó được chúng. Trong lúc cảnh sán và chim thần ma một hỏi một đáp, bên phía Lạc Dương cũng xảy ra biến hóa. Về phần Dương Bách Xuyên, tuy đang tập trung đối phó sức mạnh tà ác trong người, nhưng vẫn nghe không sót một chữ cuộc đối thoại giữa chim thần ma và cảnh sán. Lúc này lòng hắn nóng như lửa đốt, lại chẳng làm được gì, hẳn chỉ biết bản thân phải tăng tốc lên. Cứ tiếp tục thế này nữa thì Lạc Dương sẽ chẳng cầm cự được bao lâu đâu. Thứ hai là sức mạnh còn sót lại của thần tiên bổn mạng. Thần tiên bổn mạng là một dạng ánh sáng tiến hóa, không hề yếu, nhưng hắn nghĩ hẳn là vẫn chưa đủ năng lực đối phó với cốt hiêu, đúng không ta? Để lát nữa thử xem là biết ngay. Thứ ba chính là sức mạnh của thần điện càn khôn mà hắn chưa từng sử dụng tới. Lý do là Dương Bách Xuyên không dám dùng, bởi hắn biết một khi vận dụng sức mạnh từ thần điện càn khôn, khả năng cao là hắn sẽ không chịu nổi sức mạnh cắn ngược. Sức mạnh thần điện can khôn là lực lượng mà hắn chưa từng xài, hắn cảm giác được tốt nhất là đừng đụng tới sức mạnh to lớn đó. Tổng kết lại thì đúng là hắn vẫn còn lá bài tẩy chưa lật, nhưng vấn đề quan trọng trước mắt là mau chóng loại trừ sức mạnh tà ác âm u trong người đã rồi tính, hắn đoán Lạc Dương chẳng cầm cự được bao lâu trước thế công của cốt hiêu nữa, sợ nhất là khi Lạc Dương bị thương, dù ý thức ma thần có nhảy ra cũng chẳng thể giải quyết được cục diện trước mắt. Dương Bách Xuyên lo lắng không thể hấp thu ngay được lực lượng tà ác này trong thời gian ngắn. Đột nhiên nghĩ đến trong cơ thể còn có ba loại lực lượng cùng tồn tại, Dương Bách Xuyên muốn nếm thử xem có thể đuổi lực lượng tà ác trong cơ thể đi không. Nếu có thể tức là có thể giết chết được bạch cốt hiêu. Nghĩ đen đây, thủ đầu tiên Dương Bách Xuyên nghĩ đến là lực thần tiên bản mạng của mình, sau đó càn khôn đạo nguyên trong cơ thể lập lòe ánh sáng bảy màu. Ánh sáng bảy màu xuất hiện, lực lượng tà ác màu xám trong cơ thể bắt đầu biến mất. Thấy vậy Dương Bách Xuyên vô cùng vui mừng, tốc độ hấp thu này còn nhanh hơn cánh cửa U Đô nhiều.
Với tốc độ này, rất nhanh có thể tinh lọc sạch sẽ lực lượng tà ác trong cơ thể. Lúc này Lạc Dương đã chuẩn bị xong xuôi, muốn liều mạng với Bạch Cốt Yêu. Nàng ta vừa toát ra suy nghĩ này thì bị một âm thanh khác ngắt đoạn. Đồ ngu xuẩn, còn chưa đến lúc phải tự bạo, bổn đại thần cũng không cho ngươi tự bạo, mọi thứ của ngươi đều là của ta. Ý thức thần ma vang lên trong đầu Lạc Dương. Buông lỏng giam cầm của ngươi để ta ra đối phó Bạch Cốt Yêu. Ý thức thần ma nói. Lạc Dương ngạc nhiên, không ngờ ý thức ma thần lại xuất hiện. Nàng ta biết nếu ý thức ma thần khống chế quyền chủ đạo của mình, chiến đấu với Bạch Cốt Yêu, chắc chắn sẽ mạnh hơn mình. Nhưng Lạc Dương hơi do dự. Dù sao cũng là ý thức ma thần, nếu khống chế quyền chủ đạo, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, ý thức ma thần cũng không phải thiện lương gì. Gào! Đúng lúc này Bạch Cốt Yêu thét dài lao về phía Lạc Dương. Yêu khí cường đại khiến Lạc Dương run rẩy, nàng ta tung ra một trường, pháp lực hóa thành bàn tay khổng lồ, đánh lên người Bạch Cốt Yêu. Nhưng Lạc Dương phát hiện dường như pháp lực không có tác dụng với Bạch Cốt Yêu, sáu thanh phi kiếm cũng bị hủy hoại, nàng ta còn bị thương nặng, sau lưng là tiểu sư thúc Dương Bách Xuyên và Cảnh Sán, Lạc Dương biết không ngăn được bọn họ đều sẽ xong đời. Cho nên nàng ta quyết định cho ý thức ma thần quyền chủ đạo. Dù sao không ngăn được cũng chết, chẳng bằng cược một lần, bởi vì nàng ta cũng biết cho dù bản thân tự bạo cũng không xử lý được Bạch Cốt Yêu. Tuy làm ý thức ma thần nắm giữ quyền chủ đạo có hơi nguy hiểm, nhưng Lạc Dương biết rõ, mục tiêu của nàng ta và ý thức ma thần là một, hai bên cùng chung vinh hoa tổn hại, ai chết người khác cũng bị nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên ý thức ma thần sẽ không làm nàng ta mạo hiểm, càng sẽ không để nàng ta chết. Nghĩ đến đây, Lạc Dương buông lỏng sự giam cầm ý thức ma thần. Gào, ngươi cũng không tính ngu xuẩn lắm. Sau đó Lạc Dương hoàn toàn bị ý thức ma thần chiếm giữ, hai mắt đỏ đậm, tóc dài ra phết xoong đất. Sau đó tóc nàng ta bùng nổ cuốn về phía Bạch Cốt Yêu, càng ngày càng dài như thác nước. Ý thức ma thần đối đầu với Bạch Cốt Yêu. Một là Bạch Cốt Yêu, một là ý thức ma thần. Hai bên đều không phải kẻ yếu kém. Ầm ầm ầm, tiếng nổ rung trời vang lên. Cánh chim sau lưng Cốt Yêu tản ra khí màu xám ngăn cản tóc dài của ý thức ma thần. Hai bên va chạm, khí thế mạnh mẽ, không biết ai mạnh ai yếu. Ở trong mắt Cảnh Sán và chim thần ma, bọn họ không nhìn thấy gì cả, chỉ nhìn thấy hai loại lực lượng một đen một xám dây dưa lẫn nhau. Từ mặt đất đến bầu trời, từ bầu trời đến mặt đất. Mỗi một lần thở sẽ có một chỗ bị nứt vỡ. Vô số chiếc hố khổng lồ vang lên tiếng sấm. Chim thần ma đại nhân, Lạc Dương có thể chiến thắng Bạch Cốt Yêu không? Cánh Sán hỏi. Khó nói, thoạt nhìn ý thức ma thần bùng nổ không thua gì Bạch Cốt Yêu nhưng cũng chỉ là ý thức, nếu nàng ta và Lạc Dương dung hợp có thể tiêu diệt Bạch Cốt Yêu trong nháy mắt. Chờ xem đi, ta đang lo ý thức ma thần có thể chịu được bao lâu. Chim thần ma nói. Hai tiếng hét thảm thiết vang lên. Cảnh Sán thấy ý thức ma thần rơi từ trên không xuống. Cuối cùng cũng không thể thắng được, Cảnh Sán mất mát nói. Chết đi. Bạch Cốt Yêu vẫn không bỏ qua, một luồng khí màu xám lao đến ý thức ma thần. Xong đời, thằng nhóc thối kia còn không ra tay đi, chờ đến khi nào nữa. Chim thần ma gầm lên. Đột nhiên Dương Bách Xuyên mở to mắt. Dòng Bách Xuyên đa luyên hoa xong lực lượng ta AC trong cơ thể, hắn không ra tay vì phát hiện ý thức ma thần làm chủ thân thể Lạc Dương. Chuyện này giống với tình huống của hắn và sư phụ. Nhưng bản chất lại khác nhau, hắn và sư phụ tin tưởng lẫn nhau. Nhưng Lạc Dương và ý thức ma thần chỉ có một kết cục, tạm chấp nhận hoặc cắn nuốt đối phương. Cho nên Dương Bách Xuyên không ngăn cản Bạch Cốt Yêu tấn công ý thức ma thần. Hắn muốn ý thức ma thần bị thương, như vậy Lạc Dương có thể tiếp quản thân thể. Đương nhiên sau một đòn này, Lạc Dương cũng sẽ bị thương nhưng vẫn tốt hơn bị ý thức ma thần chiếm giữ. A tương đương! Một tiếng hét thảm vang lên. Mục đích của Dương Bách Xuyên đã đạt đến, lần này hắn tin tưởng ý thức ma thần đã bị thương nặng. Sau đó ý thức Lạc Dương sẽ chiếm lại quyền chủ đạo. Dương Bách Xuyên nhảy lên đối chiến với Bạch Cốt Yêu. Bạch Cốt Yêu giật mình, không ngờ Dương Bách Xuyên có thể sống sót nhảy nhót, có vẻ đã luyện hóa xong lực lượng tà ác trong thân thể. Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh, xem ra ta đã khinh thường ngươi, nhưng lần này ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ha ha, tương đương ta biết ngươi không sợ pháp lực thần thông, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi mạnh. Trên người của ngươi chỉ nắm giữ lực lượng tiên giới. Thậm chí còn khống chế lực lượng không thuộc về tam giới, lực lượng của ngươi đến từ thế giới âm hay đến từ u minh. Nhưng ta không sợ ngươi, ngược lại rất có hứng thú với ngươi. Nói cho ta ngươi có thể liên lạc được với thế giới âm hay không? Hoặc u minh, nói ra, ta sẽ không giết ngươi. Đây là chuyện mà Dương Bách Xuyên quan tâm nhất,
hắn đều nghe được cuộc trò chuyện của chim thần ma và cảnh sán, tuy chỉ là suy đoán của chim thần ma nhưng Dương Bách Xuyên cho rằng suy đoán này đúng. Bạch Cốt Hiêu khó chơi như vậy không phải tu vi của nàng ta quá mạnh, mà là trên người nàng ta có lực lượng không thức về tiên giới, bỏ qua pháp lực thần thông, khắc chế người tu tiên. Nếu là vậy, tức là hắn có thể tìm được cách liên lạc với U Minh thông qua Bạch Cốt Hiêu. Mặt khác, hắn cũng rất tự tin với ánh sáng của mệnh tinh thần tượng của mình, dùng ánh sáng bảy màu chắc có thể trấn áp được Bạch Cốt Hiêu, nếu không đủ hắn sẽ thúc giục nguyên thần. Còn không đủ nữa, hắn sẽ vận dụng lực lượng thần điện càn khôn. Khặc khặc khặc, Bạch Cốt Hiêu Hoa Nương nghe vậy cười phá lên. Đúng thì sao, chẳng lẽ con kiến như ngươi có thể lật ngược, buồn cười, muốn biết lực lượng này là gì, vậy giờ ta tiễn ngươi đi. Nói xong vỗ vỗ cánh xin, gió âm nổi lên, vô số lực lượng tà ác lao về phía Dương Bách Xuyên. Mệnh tinh thần tượng tịnh thế. Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi, mệnh tinh thần tượng hiện lên, phát ra ánh sáng bảy màu xuyên thấu lực lượng tà ác. Vậy mà có thể cản được lực lượng của ta, nhưng vẫn chưa đủ, giết cho ta. Bạch Cốt Hiêu gào lên. Dương Bách Xuyên thấy được xương cốt xuất hiện trong khí màu xám, đó là một bộ xương người đỏ đậm, mạch máu lập lòe, nó chặn lại lực lượng tinh lọc của mệnh tinh thần tượng của hắn. Không ổn. Dương Bách Xuyên cắn răng, nguyên thần hóa hình. Gào tương đương. Tiếng thét tựa tiếng rồng ngâm vang lên. Nguyên thần của hắn xuất hiện hóa thành kỳ lân lao về phía Bạch Cốt Hiêu. Sao có thể, ngươi, Bạch Cốt Hiêu Hoa Nương hơi hoảng loạn. Nguyên thần hóa thành kỳ lân lao đến trước bản thể của Bạch Cốt Hiêu mà cản xé. Một tiếng nổ lớn vang lên. Đáng chết, ta muốn ngươi chết, thú U Minh, đi ra cho ta. Dương Bách Xuyên nghe thấy Bạch Cốt Hiêu kêu gọi thú U Minh, hắn cảm thấy không ổn. Quả nhiên, khắc văn trên xương người đỏ đậm kia lại lóe lên, hình thành một đồ án xoay tròn, một hơi thở tà ác xuất hiện. Lần này Dương Bách Xuyên thấy rõ Bạch Cốt Hiêu có thể triệu hoán sinh vật không thuộc về thế giới này. Bởi vì hắn thấy một thứ có đầu như mèo, nhưng lại có sừng, hơi thở toàn là hương vị tử vong xuất hiện trong vòng xám. Rất mạnh. Dương Bách Xuyên cảm nhận được sự nguy hiểm. Hắn biết chỉ bằng nguyên thần kỳ lân và ánh sáng tinh lọc của mệnh tinh thần tượng là không đủ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phương. Dương Bách Xuyên mỉm cười, nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận được đầu mình gần như nổ tung, có thứ gì đó bị phóng ra, đầu hắn không chứa được, muốn nổ tung đầu hắn. A! À, Dương Bách Xuyên cũng hét lên thảm thiết, hai mắt tối sầm, mất đi ý thức, rơi xuống từ giữa không trung. A à, tương đương! Bên trong gian phòng cổ kính, Dương Bách Xuyên mồ hôi đầm đìa, hắn hét lên một tiếng rồi đột nhiên bật khỏi giường như thể gặp phải ác mộng. Hừ hừ tương đương! Hắn ngồi dậy không ngừng hít thở. Kéo kẹt tương đương. Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, cảnh sán vội vã chạy vào. Vân tử, người tỉnh rồi tương đương cảnh sán kích động nói. Dương Bách Xuyên sờ đầu vẫn còn đang choáng váng. Một lúc sau ý thức của hắn mới dần rõ ràng. Đợi tỉnh táo lại, thấy vẻ mặt quan tâm của cảnh sán, trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp. Nhân trước quả sau, hắn đều đã nghĩ tới, may mà không chết. Cuối cùng cũng phải dùng tới sức mạnh của thần điện càn khôn để đối phó với Cốt Hiêu. Hắn chỉ không ngờ lại bị cắn trả mạnh như vậy. Lần nữa tỉnh lại, Dương Bách Xuyên nhìn thấy gương mét vui mừng của cảnh sán. Ta hôn mê bao lâu rồi? Dương Bách Xuyên hỏi cảnh sán. Cảnh sán đáp, đã 6 tháng rồi tương đương. À tương đương lâu như vậy, Lạc Dương và chim thần ma đi đâu rồi? Dương Bách Xuyên không thấy ai khác. Trí nhớ của hắn dừng ở lúc hắn dẫn sức mạnh của thần điện càn khôn để đối phó với Cốt Hiêu, chỉ nhớ Cốt Hiêu bị diệt. Mặc dù không nhìn thấy nhưng Dương Bách Xuyên chắc chắn Cốt Hiêu đã xong đời rồi. Chỉ không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, đây là nơi nào. Cảnh sán cũng biết rõ thắc mắc của Dương Bách Xuyên, nàng vội vàng giải thích, kể từ khi bị thương nặng, Lạc Dương đã bế quan chữa trị, người yên tâm, nàng ấy không sao, mỗi khi đêm đến ý thức ma thần đều sẽ xuất hiện, nhưng không làm ra chuyện gì cực đoan, có lẽ cũng bị thương nên không gây tội. Mỗi ngày chim thần ma đại nhân đều sẽ ra ngoài, không biết đi đâu rồi, à đúng. Chúng ta đã tới tiên vực hỗn loạn, Lạc Dương đại nhân đã thuê tiểu viện này, mặc dù vắng vẻ nhưng cũng rất yên tĩnh. Còn có, hôm đó trong cơ thể ngươi bộc phát ra luồng ánh sáng vàng như có thể hủy diệt trời đất, sau đó giết chết Cốt Hiêu, nhưng chúng ta đã mang bộ xương của nàng ta về rồi, chim thần ma đại nhân nói đó là đồ tốt. Vừa nói cảnh sán vừa vung tay lên, một bộ xương người màu đỏ xuất hiện, đây chính là xương của Hoa Nương, chỉ là lúc này đã thu nhỏ lại bằng nắm tay, nhìn giống một món đồ trang sức tinh xảo. Không còn cảm giác tà ác như trước, hơn nữa còn khá đáng yêu. Loại cảm giác này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy rất kỳ quái. Hắn đưa tay cầm rồi quan sát,
cảm giác có hơi lạnh lẽo, không thấy những minh văn phía trên nữa. Có lẽ là bị hắn phá hủy rồi chăng? Cầm trong tay bản thể của cốt yêu, Dương Bách Xuyên vô cùng cảm khái, suýt chút nữa thứ đồ này đã lấy đi cái mạng nhỏ của bọn họ. Cả Lạc Dương và ý thức ma thần đều thua thiệt trong tay cốt yêu, hắn cũng suýt mất mạng, nếu lúc đó không dùng tới sức mạnh của thần điện Càn Khôn, sợ là tất cả bọn họ đều phải chết. Cái giá phải trả không hề nhỏ. Trong lòng Dương Bách Xuyên ngập tràn cay đắng, bởi vì hắn đã phát hiện ra tình trạng hiện tại của bản thân. Căn nguyên kỳ lân dung hợp tiến vào nguyên thần đã biến mất không thấy tương đương. Tượng thần bản mệnh, chuông Đông Hoàng, cánh cửa U Đô đều không cảm ứng được. Tình trạng hiện tại của hắn hỏng bét, hắn phát hiện mình không thể dùng được pháp lực, hoặc nói đúng hơn là trong cơ thể hắn không có chút pháp lực nào, bởi vì Càn Khôn đạo nguyên dự trữ pháp lực này đã đầy vết nứt. Giống như bình chứa nước bị vỡ, bên trong đương nhiên sẽ không chứa được. Không tích chứa được năng lượng, không có pháp lực cũng là điều bình thường. May mà Càn Khôn đạo nguyên của hắn vẫn chưa vỡ vụn, có thể nghĩ cách khôi phục pháp lực từ từ, nhưng khôi phục thế nào mới là vấn đề, Dương Bách Xuyên chưa nghĩ ra. Càn Khôn đạo nguyên của hắn không giống những người khác, đó là nền móng tu luyện, nếu xảy ra chuyện thì toàn bộ tu vi sẽ phế bỏ. Tình huống lúc này của hắn là Càn Khôn đạo nguyên đã chẳng chịt vết nứt, bên trong chắc chắn không còn chút pháp lực nào, căn cơ của hắn chẳng khác nào đổ bỏ đi. Dương Bách Xuyên còn phát hiện ra một tình huống thú vị. Mặc dù nguyên thần của hắn đã tiêu hao hết sức mạnh căn nguyên kỳ lân, nhưng lại không có chuyện gì, chẳng hề bị thương tổn. Chỉ có Càn Khôn đạo nguyên là xảy ra vấn đề. Đầy vết nứt, suýt chút nữa là vỡ nát. Hiện tại, ngoại trừ sức mạnh nguyên thần thì hắn đừng mơ nghĩ tới những thứ khác. Vậy nên vấn đề của hắn có hơi quái lạ. Rõ ràng Càn Khôn đạo nguyên đã xuất hiện vết nứt, nhưng lại không hoàn toàn hư tổn, nguyên thần vẫn có thể dùng, cảnh giới vẫn là Hỗn Nguyên đạo tiên sơ phẩm. Vừa nói chuyện với Cảnh Sán, Dương Bách Xuyên thử vận công Càn Khôn tạo hóa quyết để khôi phục Càn Khôn đạo nguyên, nhưng không hề có chút tác dụng nào. Dương Bách Xuyên từ bỏ vận công pháp, hắn biết trong thời gian ngắn mình không thể khôi phục được. Muốn khôi phục Càn Khôn đạo nguyên, hắn phải nghĩ cách. Hắn cho rằng hậu quả bị cắn trả khi sử dụng sức mạnh của thần điện Càn Khôn là rất lớn, nhưng lại không ngờ sẽ gay gâu tới mức này. Có thể nói là tình huống vừa hỏng bét vừa quái dị. Sở dĩ hắn nghĩ như vậy là bởi vì Càn Khôn đạo nguyên chưa tổn hại hoàn toàn, vẫn cho hắn chút hy vọng, nguyên thần vẫn hoàn hảo, ngoại trừ pháp lực và tu vi mất đi, còn lại đều ổn. Quả thật là kỳ lạ. Vân Tử, ngươi, Cảnh Sán thấy vẻ mặt Dương Bách Xuyên không ngừng biến đổi, hết nhíu mày lại tái mét, sau đó chuyển sang đau khổ. Nàng không nhịn được lên tiếng hỏi. Dương Bách Xuyên thở dài, bỏ đi, lần này có thể nhặt lại được cái mạng đã không tệ rồi, chuyện đạo nguyên phải tính lâu dài. Nghe Cảnh Sán hỏi, hắn ngẩng đầu trông thấy vẻ mặt lo lắng của nàng ta, Dương Bách Xuyên cười nói, không sao, trong cơ thể xảy ra chút trục trặc, lần này để nàng phải lo lắng rồi. Hắn biết Cảnh Sán đã bảo vệ mình nửa năm nay. Nói thật, Cảnh Sán là nữ nhân đầu tiên khi hắn tới tiên giới, Dương Bách Xuyên rất hài lòng, vẻ bề ngoài thì khỏi phải nói, dù sao nàng ta cũng được xưng là đệ nhất tiên tử của thành tiên đan, cũng là tiên nữ đầu tiên mà hắn ngủ cùng. Đương nhiên quan trọng là Dương Bách Xuyên phát hiện Cảnh Sán quan tâm hắn thật lòng, nữ nhân này không tệ. Hắn cười rồi ôm nàng vào lòng, Dương Bách Xuyên nói, đợi qua mấy ngày nữa ta sẽ nghĩ cách luyện chế một lò tiên đan, để nàng đột phá tới Hỗn Nguyên đạo tiên, bây giờ chúng ta đã ở tiên vực hỗn loạn, không có thực lực thì không ổn, hiện tại ta cũng không sao rồi, mấy ngày này ngươi bế quan tu luyện đi, chuẩn bị cho tốt. Nhưng mà ngươi, chim thần ma đại nhân nói tình hình hiện tại của ngươi cực kỳ không ổn. Đạo nguyên xuất hiện vết nứt, cũng không còn chút pháp lực nào, sao có thể luyện đan, ta sẽ cố gắng tu luyện, ngươi đừng lo lắng cho ta. Cảnh Sán nói. Ha ha, hóa ra quả đen kia đã sớm biết tình trạng của ta. Dương Bách Xuyên mắng. Hôm đó sau khi ngươi hôn mê, chim thần ma đại nhân đã nhìn ra tình hình của ngươi không ổn, bảo ta đợi ngươi tỉnh lại thì an ủi ngươi tương đương. Cảnh Sán quả thật rất quan tâm Dương Bách Xuyên, dù sao thì hắn cũng là nam nhân đầu tiên trong 3.000 năm tu đạo của nàng. Gọi nó là quả đen, gì mà chim thần ma đại nhân, nghe chướng tai, bây giờ nàng là người phụ nữ của ta, xét về mặt ý nghĩa thì nàng chính là chủ của con quả đen đó. Dương Bách Xuyên hống hách, nhưng hắn cũng biết tính của quả đen kia chính là như vậy. Không được, chim thần ma đại nhân đã chỉ ta tu luyện, ta phải tôn trọng ngài ấy. Cảnh Sán ngồi dậy từ trong lòng Dương Bách Xuyên. Ặc tương đương quả đen kia cũng làm được chút chuyện có tính người đấy, được rồi, ta không can thiệp nữa, nàng cố gắng tu luyện. Bây giờ hai chúng ta làm chút chuyện chính đi. Dương Bách Xuyên cười gian trá, hắn bổ nhào tới Cảnh Sán còn đang đỏ mặt. Lúc này,
trong lòng hắn có áp lực, coi như là giải phóng bản thân đi. Sau khi mây mưa, Cảnh Sán cũng đi tu luyện. Dương Bách Xuyên mặc quần áo chỉnh tề rồi đứng dậy, hắn lạnh giọng nói vọng ra ngoài cửa, cút vào đây, con quạ đen nhà ngươi có thói quen nhìn trộm à. Tương đương còn có lần sau tiểu ra đây vặt trụi lông của ngươi. Giống như trước khi làm chút chuyện với Cảnh Sán, hắn đã bảo Cảnh Sán làm kết giới bên ngoài gian phòng, nhưng quạ đen vừa xuất hiện thì hắn đã biết. Chứng minh cảm giác của hắn đã mạnh và chính xác hơn. Dương Bách Xuyên vừa nói xong, quả nhiên chim thần ma đập cánh bay vào trong. Ha ha, tên yếu gà, người tức giận cái gì, lão tử là người từng trải, nhớ năm đó số nữ nhân mà lão tử đã ngủ còn nhiều hơn cơm ngươi từng ăn nữa. Chim thần ma chẳng thèm quan tâm, há mỏ mắng Dương Bách Xuyên ra giả như thể việc nó nhìn trộm người ta là có lý lắm vậy. Lửa giận trong lòng Dương Bách Xuyên lập tức bốc lên, con chim mất dạy này đúng là. Ngươi thấy mình có lý lắm đúng không? Dương Bách Xuyên tức khắc xù lông chất vấn. Chim thần ma thấy Dương Bách Xuyên nổi điên lên thì cũng sợ lắm, hồi trước cũng vậy, chỉ vì nó và linh hồn càn khôn lén nhìn trộm hắn đúng một lần mà thằng nhóc này đã thẳng tay thủ tiêu luôn linh hồn càn khôn. Đương nhiên, sau đó nó đã moi được từ miệng Dương Bách Xuyên vài thông tin có liên quan tới việc hắn bỗng dưng muốn diệt trừ linh hồn càn khôn, không phải là vì bị nhìn trộm, nguyên nhân chính là chuyện khác, còn nhìn trộm chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Thế nên chim thần ma cũng sợ lắm chứ. Nó sợ họ Dương Bách Xuyên trong một phút tức giận làm thịt luôn nó, bèn vội vàng chữa cháy, chờ đã, ông đây cực khổ ra ngoài tìm cách chữa trị đạo nguyên cho ngươi, thế mà thằng nhóc nhà ngươi còn nổi giận với ông đây, có phải khốn nạn lắm không? Với cả ông đây vừa mới về đến nơi thôi, thế luôn không nhìn thấy hay nghe thấy gì hết, hơn nữa chẳng phải ngươi đã dựng kết giới rồi sao? Nghe chim thần ma nói vậy, Dương Bách Xuyên khá là xúc động, lửa giận cũng tắt. Thật ra hắn không có nổi nóng, chỉ là muốn dọa con chim mất dạy này chút thôi. Lý do hắn tức là vì con chim mất dạy này lại bỏ mặc hắn đang hôn mê mà ra ngoài chơi đùa một mình. Có điều theo tình hình hiện tại thì có vẻ là do hắn hiểu nhầm và con chim mất dạy này xem như vẫn còn lương tâm, nó ra ngoài không phải để chơi mà là vì tìm kiếm phương pháp chữa trị đạo nguyên cho hắn. Thật không? Dương Bách Xuyên nghiêng đầu hỏi. Ông đây lừa ngươi làm gì? Ông đây bảo rồi, ra ngoài tìm cách chữa trị đạo nguyên cho thằng nhóc khốn kiếp nhà ngươi đấy, tin hay không thì tùy. Chim thần ma điên tiết nói. Xem như lương tâm của chim mấy dậy nhà ngươi chưa bị chó tha, thế tìm được cách gì không? Dương Bách Xuyên nhìn chim thần ma, hỏi. Lúc này, chim thần ma có hơi lúng túng, à thì... Không có. Dương Bách Xuyên trợn trừng mắt, không có thì nói làm quái gì. Kỳ thật Dương Bách Xuyên cũng nửa tin nửa ngờ, vấn đề là thật sự không còn cách nào, đành nhếch miệng cười bảo, bớt thừa nước đục thả câu đi, ta chờ tin tốt của ngươi đấy. Nể tình ngươi cực khổ ra ngoài tìm cách chữa trị cho ta sẽ bỏ qua cho ngươi chuyện hôm nay. Thế còn tạm được, mà thằng nhóc nhà ngươi cũng đừng quên luyện đan cho ta ăn đấy. Chim thần ma đắc ý nói, bởi trong mắt nó thì đúng là Dương Bách Xuyên vẫn còn chuyện cần nhờ vả nó. Dương Bách Xuyên cũng hiểu tính cách con chim mất dạy này thế nào, nên mới không dây dưa hoài với nó mấy chuyện này, việc có khôi phục được càn khôn đạo nguyên hay không còn phải xem duyên phận thế nào. Và hắn cũng biết đến điều này, thế nên làm gì có chuyện dễ dàng tìm được cách như vậy. Lòng hắn biết rõ có lẽ chim mất dạy chỉ đang an ủi mình mà thôi, nhưng hắn không vạch trần, bởi suy cho cùng đó cũng là ý tốt của chim mất dạy, như thế là đủ rồi. Mặc dù hầu hết thời gian là dành để cãi nhau, nhưng thật ra Dương Bách Xuyên rất thích cảm giác khi ở bên con chim này, bởi nó gợi cho hắn nhớ tới ông già. Được rồi, tạm thời gác chuyện này sang một bên đã, ta có chuyện quan trọng cần hỏi ngươi đây. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa lôi bản thể của cốt yêu hoa nương ra, đặt lên bàn, đặng hỏi chim thần ma, sao thứ này lại hoa nhỏ thế? Vây còn dùng được nữa không? Hỏi xong hai câu này, Dương Bách Xuyên bỗng thấy hơi hồi hộp, trợn mắt nhìn chằm chằm chim thần ma, chờ nó trả lời. Bởi hiện tại, tâm trí họ Dương đã bị hai chữ triệu hồi chiếm trọn. Hôm đó, trong lúc chiến đấu với cốt yêu hoa nương, hắn nhớ là từng nghe thấy cốt yêu hoa nong noi so qua về chuyên bản than có khả năng triệu hồi sinh vật dưới cõi âm. Trước kia chim mất dạy cũng từng nhắc nhở rằng với họ Dương hắn đây thì cần nhất là U Minh Giới, hoặc thứ gì đó từ U Minh Giới hay đúng hơn là cõi âm trong miệng chim mất dạy. Tóm lại, hắn nhớ như in rằng cốt yêu hoa nương có thể triệu hồi sinh vật từ cõi âm. Với hắn mà nói, chuyện này thật sự rất quan trọng, bởi Liễu Linh Linh đang ở tại U Minh Giới, thế nên hắn phải tìm hiểu mọi vật mọi việc về U Minh Giới mới được. Lần này tình cờ chạm trán một kẻ khiến cả đám suýt đi đời nhà ma là cốt yêu hoa nương đã giúp hắn nhìn thấy ánh sáng của hy vọng. Dù cho căn nguyên đưa tới việc này chính là vì lòng tốt tràn đầy của mình, nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm thấy rất đáng.
Theo những gì hắn biết từ trước tới giờ thì U Minh giới là một thế giới vô cùng thần bí, tất cả những hiểu biết hắn về nó đều tới từ những lời đồn thôi, nhưng nhờ lần đụng độ cốt yêu hoa nương này mà hắn đã có cơ hội hiểu nhiều hơn về sinh vật cõi âm, nói thật thì trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy khá là kích động. Đồng thời, sự việc lần này cũng là một lời cảnh tỉnh dành cho hắn rằng sống ở đời không nên hành xử theo cảm tình và đôi khi chính lòng tốt của bản thân sẽ đẩy tính mạng của hắn vào nguy hiểm. Nhưng lần này là ngoại lệ, bởi vậy thì hắn mới có cơ hội tìm hiểu về sinh vật ở U Minh giới. Dương Bách Xuyên lấy bộ xương bản thể của cốt yêu hoa nương ra, đặt xuống trước mặt chim thần ma, nghiêm túc nhìn nó, nói quả à, mau nói cho ta biết, chuyện cốt yêu hoa nương có thể triệu hồi sinh vật cõi âm hay đúng hơn là sinh vật U Minh giới là thế nào vậy? Có phải có liên quan tới bộ xương bản thể của nàng ta không? Chuyện này cực kỳ quan trọng với ta đấy. Hai chữ quan trọng cuối cùng được Dương Bách Xuyên nhấn mạnh. Chim thần ma ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy Dương Bách Xuyên nghiêm túc tới vậy. Có điều chim thần ma cũng hiểu biết đôi chút về quá khứ của họ Dương, biết rằng hồi còn ở dưới trần gian, đã từng có một cô gái vì hắn mà chết. Cũng vì vậy mà thằng nhóc này cứ canh cánh chuyện đó trong lòng, tới nỗi hóa thành tâm ma. Chim thần ma nhìn thoáng qua Dương Bách Xuyên. Thở dài, ta biết thể nào thằng nhóc nhà ngươi cũng sẽ hỏi như vậy mà, đúng là theo lý thuyết, sau khi chết đi, linh hồn sẽ tiến vào U Minh giới, chỉ cần là sinh linh ở cõi dương thì dù là người phàm hay tu sĩ, sau khi qua đời, linh hồn sẽ lại trở về cõi âm. Nhưng trong việc này vẫn có sự khác biệt về mặt bản chất, người đời thường truyền tai nhau rằng kiếp sau làm trâu làm ngựa, hay sao đó tương tự. Kỳ thật là đang ám chỉ sau khi linh hồn tiến vào cõi âm sẽ có cơ hội chuyển thế làm người hoặc làm súc sinh. Ngắn gọn thì có cả thảy 6 cửa để lựa chọn. Lý do những câu nói đó rất thịnh hành ở nhân gian là vì thân xác người phàm quá yếu đuối, cuộc đời lại vô cùng ngắn ngủi, chỉ khoảng vài thập niên, mà ông trời lại có đức hiếu sinh, nên sau khi chết, linh hồn của người phàm sẽ được bảo tồn hoàn chỉnh, sau đó dựa theo số mệnh đa định để giành lấy cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Nhưng tu sĩ thì khác, ông đây cũng biết kha khá về quá khứ của ngươi, biết thằng nhóc nhà ngòi rét để ý toi nữ nhan tên Liễu Linh Linh kia. Nhưng trước mắt có một vấn đề rất lớn là nữ nhân của ngươi đã bước chân vào con đường tu tập, và phàm là người tu hành, linh hồn sau khi chết không bao giờ còn nguyên vẹn, mà một khi linh hồn không hoàn chỉnh tức phá hồn của người tu hành tiến vào U Minh giới sẽ không có cơ hội tiến vào luân hồi, thế nên mới nói khả năng đó vô cùng mỏng mảnh, thế nên thằng nhóc nhà ngươi cũng không cần cố chấp tới vậy đâu. Đúng không? Vừa nghe vậy, mặt mày Dương Bách Xuyên lập tức biến sắc, ý của ngươi là dù nàng ấy có vào được U Minh giới thì cũng sẽ chết sao? Không hẳn, hồn phách phân ly chỉ xảy ra với những người tu hành, chỉ cần từng tiến vào con đường tu luyện, vậy thì sau khi mất mạng nơi dương gian, hồn của người đó sẽ biến mất, nhưng phách vẫn có thể xuống U Minh giới, vì phách mới là khởi nguyên của cõi âm, còn hồn lại đại diện cho cõi dương. Người xưa thường nói hồn phi phách tán, nhưng trên thực tế, sau khi tu sĩ chết đi, hồn sẽ tán, còn phách mới tới được cõi âm, chỉ là người đời không biết mà thôi. Tóm lại, cách nói hồn phi phách tán có nghĩa rằng phách tiến vào cõi âm. Còn hồn tiêu tán ở cõi dương, và nghe đồn trong tình huống này, người đó sẽ không bao giờ có cơ hội tiến vào 6 cửa luân hồi, thế nên có nói hồn phi phách tán, tan thành mây khói cũng không sai. Chỉ mỗi phách tiến vào U Minh giới tương đương với đã chết, khi đó, phách sẽ biến thành sinh vật thuộc về cõi âm. Thế nên thằng nhóc nhà ngươi đừng nhớ thương nữa, hồng nhan chi kỷ của ngôi đa tiến vào U Minh roi từ lâu, so la đa biên thanh sinh linh dưới đo rồi, không còn là nàng ta của ngày xưa cũ nữa đâu, cần gì phải chấp niệm tới vậy chứ. Dương Bách Xuyên nghe xong thì im lặng cả nửa ngày, sau đó lại hỏi, chẳng lẽ chỉ cần là tu sĩ thì một khi chết đi ở cõi dương, hồn đều sẽ tiêu tán, bất kể tu vi có cao cường cỡ nào hả? Thật sự không có ngoại lệ nào sao? Nếu vậy, nhất định nàng ta đã xuống cõi âm rồi. Chim thần ma gật đầu đáp. Nói một chút về bộ xương này đi, rốt cuộc hoa nương đã làm cách nào để triệu hồi sinh vật cõi âm vậy? Dương Bách Xuyên hỏi, trong mắt ánh lên tia sáng hy vọng. Chim thần ma nhìn bộ xương màu đỏ đã hóa nhỏ lại cỡ nắm tay, bảo, ha, tuy lần này, đạo nguyên của thằng nhóc nhà ngươi gặp nạn, nhưng lại giành được bộ xương của vua vạn cốt này, âu cũng là tạo hóa an bài. Thứ này hả, nếu ngươi có thể biến nó thành thứ bản thân dùng được, vậy sẽ là một món vũ khí khủng bố đấy. Dương Bách Xuyên bỗng thấy động lòng, ý ngươi là sao? Chim thần ma chậm rãi nói, sở dĩ cốt yêu kia khó đối phó như vậy, ngoài việc nàng ta tự mình tiến hóa thành vua cốt. Thứ mạnh nhất chính là nó có thiên phú cốt hiêu. So với ban đầu ngươi cũng thấy đấy, mỗi một khớp xương của nàng ta đều được khắc minh văn tự nhiên, mà những minh văn này chính là pháp môn để kết nối và triệu hồi âm giới. Âm dương tương khắc, sức mạnh ban đầu của cốt hiêu là oán khí và sát khí sớm nhất trên người nàng ta lúc đó,
sau đó chuyển sang màu xám, ngươi còn nhớ vòng xoáy khắc minh văn trên người nàng ta lúc đó không? Dương Bách Xuyên gật đầu phối hợp nói, đương nhiên là ta nhớ, sau khi vòng xoáy đó xuất hiện, khí tức của cốt hiêu hoàn toàn thay đổi, trở nên tà ác và u ám hơn. Ta vẫn nhớ hình như có một con quái vật như mèo lớn xuất hiện trong vòng xoáy. Chim thần ma lên tiếng, đúng vậy, khí tức màu xám và con mèo lớn mà ngươi nói hẳn là một sinh vật UMLNS đến từ âm giới. Vì vậy, nếu suy xét đối chiếu từ những thông tin này, sở dĩ cốt hiêu mạnh như thế là vì minh văn khắp người nàng ta có thể mở ra cánh cửa của âm giới để triệu hồi các sinh vật U Minh đến đây. Sinh vật U Minh cũng không đơn giản như vậy, chúng có thể là sinh vật bản thể U Minh, ngươi cũng từng trải nghiệm rồi, vật đó có thể có tác dụng khắc chế tự nhiên đối với pháp lực hay thần thông gì đó của tiên nhân. Nói thế nào đây, bộ xương này trong tay tiểu tử ngươi đấy, nếu ngươi sử dụng tốt thì chính là đại sát khí, có thể triệu hồi sinh vật U Minh đến để chiến đấu, cho nên chuyện xảy ra với ngươi lần này cũng không tính là chuyện xấu. Chim thần ma còn chưa nói hết câu đã bị Dương Bách Xuyên ngắt lời, nói, đạo nguyên cũng bị phế đi, còn chưa phải là chuyện xấu sao? Thế cái gì mới là chuyện xấu? Chim thần ma cao giọng nói, ta nói này, tiểu tử ngươi nóng vội cái gì, nghe lão tử nói tiếp cho ngươi biết đây. Tùy ngươi nhìn nhận vấn đề này như thế nào, trước hết, đạo nguyên của ngươi tạm thời lúc này xem như đã bị phế, nhưng dù sao cũng chưa nghiền nát hoàn toàn đúng không? Nghe vậy, Dương Bách Xuyên không khỏi gật đầu, quả nhiên là vậy, suy cho cùng thì càn khôn đạo nguyên của hắn cũng chưa bị phá vỡ chỉ là xuất hiện vài vết nứt nên không thể tích trữ pháp lực mà thôi. Chỉ nghe chim thần ma nói tiếp, không bị phá vỡ mà chỉ là xuất hiện vài vết nứt, cái này có thể sửa chữa được, lão tử đang nghĩ cách cho ngươi. Sớm muộn gì cũng có thể chữa trị và khôi phục hoàn chỉnh được, chuyện này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lại nói về cốt hiêu, thứ này là vua xương vạn cốt, những minh văn trên đó chính là pháp môn triệu hồi và kết nối với âm giới. Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu có thứ này trong tay, lúc chiến đấu với kẻ thù, ngươi triệu hồi ra những sinh vật âm giới mà không ai biết cũng chưa từng thấy qua, hơn nữa những sinh vật U Minh tới đây vừa có ích vừa không bị ảnh hưởng đến pháp lực hay thần thông, thế chẳng phải sẽ bất bại sao? Cứ như vậy, đợi khi đạo nguyên được điều trị xong, trong tay tiểu tử ngươi lại có thứ giống như cốt hiêu có thể triệu hoán U Minh gì đó, chẳng phải sẽ trở thành đại sát khí sao, chẳng phải y như thực lực tăng lên gấp đôi sao. Lúc đó ngươi đã giết chết linh hồn ý thức do thứ này sinh ra, chứ không phá hủy được bản thể của nàng ta là bộ xương này, mọi năng lực của cốt hiêu đều nằm ở bộ xương, minh văn khắc trên xương cũng là thứ tự nhiên mà có, không thể mất được, tiểu tử ngươi hiện giờ cũng không đủ khả năng phá hủy bộ xương này. Muốn hiểu được điều bí ẩn trong đó thì chính ngươi phải tự mình tìm hiểu, người khác không thể giúp ngươi, lão tử có thể cảm nhận được, minh văn là nằm trong xương, tìm cách chinh phục bộ xương này là tiểu tử ngươi có thể khống chế nó, có thể triệu hoán sinh vật U Minh đến. Dương Bách Xuyên có chút không tin hỏi, thật sự có thể sao? Được hay không thì cứ thử là biết, chim thần ma nói. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên cay đắng, nói, mấu chốt là ta không biết phải tìm hiểu như thế nào đây. Tiểu tử ngươi đúng là gà yếu. Bảo bối ở trong tay ngươi thì tự mình suy nghĩ đi, lão tử cũng không biết, nếu ngươi tìm hiểu không ra thì ngươi đúng là đồ ngốc. Chim thần ma chửi rủa. Tìm hiểu thì tìm hiểu, miễn nó là bảo bối trong tay ta thì không thể hỏng được, ta. Nhưng quan trọng là ngươi cũng phải chỉ cho ta một phương hướng chứ, bây giờ không có một chút pháp lực nào thì làm sao ta có thể luyện hóa thứ này để sử dụng đây. Dương Bách Xuyên cay đắng nói. Lúc này, chim thần ma nghiêm túc nói, gã yếu, ngươi nhớ kỹ. Trên thế giới này có rất nhiều bảo vật nhưng không phải bảo vật nào cũng cần hiến tế máu hoặc nhỏ máu mới nhận chủ. Ngươi có thể dùng lực lượng nguyên thần lĩnh ngộ bộ xương này thử xem, có lẽ sẽ được. Được rồi, quay về ta sẽ nghiên cứu thử. Câu hỏi mấu chốt cuối cùng, nếu ta khống chế được cốt hiêu này, ngươi nghĩ ta có thể thành lập một mối liên kết đến U Minh không? Đây mới là điều Dương Bách Xuyên muốn biết nhất. Đáng tiếc là chim thần ma cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Chim thần ma nói, ngươi hỏi ta. Ta biết hỏi ai đây? Kiến thức hiểu biết về cốt hiêu giải rác ở trong đầu lão tử đã được khai thác hết rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu bộ xương này có thể triệu hồi sinh vật đến từ U Minh, trên lý thuyết thì có thể giúp chúng ta lui tới giữa hai nơi. Nhưng bây giờ tiểu tử ngươi suy nghĩ đến chuyện này thì hơi quá sớm rồi, liệu có thể sử dụng bộ xương này để đi đến U Minh hay không thì cũng là chuyện của sau này, và tất nhiên là cần cơ duyên và thực lực. Hiện tại, ngươi vẫn phải tìm cách khống chế bộ xương này trước. Sau đó mới tính đến những chuyện khác, sau này hãy nói, bây giờ chúng ta đã đến tiên thành hỗn loạn, tiểu tử ngươi nghĩ cách khống chế bộ xương này, khi nào có khả năng tự bảo thì ngươi mới có thể đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, lão tử sẽ ra ngoài tìm cách chữa trị đạo nguyên cho ngươi. Dương Bách Xuyên gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, à đúng rồi,
trong khoảng thời gian này Lạc Dương không có gì bất thường không? Ngươi đang lo lắng về ý thức ma thần trong cơ thể nàng ta sao? Chim thần ma hỏi. Chứ còn chuyện gì nữa? Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt. Chim thần ma nói, chuyện này ngươi cứ yên tâm, trận chiến vừa rồi, bản thân ý thức ma thần đã nhảy ra chiến đấu với cốt yêu, kết quả tiểu tử ngươi lại không đứng đắn, không đỡ được đòn cuối cùng, không chỉ tiên thể của Lạc Dương bị thương mà ý thức ma thần còn thảm hơn, có lẽ phải mất 1,5 năm mới hồi phục được. Đúng lúc ngươi có thể lợi dụng khoảng thời gian yên tĩnh này để nghiên cứu bộ xương, nếu thành công, thực lực phát huy chắc chắn sẽ không yếu hơn thực lực trước kia của ngươi, càng thích hợp để sinh tồn trong tiên vư xê hon loan. Sau khi nói chuyện với chim thần ma xong, Dương Bách Xuyên cũng bế quan, hắn biết những gì con chim lắm lông nói là đúng. Điều quan trọng nhất đối với hắn trước mắt là phải có thực lực. Bởi vì can khôn đạo nguyên trong khoảng thời gian ngắn không thể hồi phục, vậy nên hắn chỉ có thể tập trung vào việc nghiên cứu cốt yêu. Thật ra trong Lóc Ninh hắn cũng tràn đầy hứng thú với bộ xương đỏ thẫm này, hay nói đúng hơn là hắn có hứng thú với việc triệu hồi sinh vật u minh mà con chim lắm lông kia đã nói. Trận chiến với cốt yêu hoa nương ngày hôm đó đã khắc sâu vào ký ức của hắn. Bây giờ thì tốt rồi, cốt yêu hoa nương đã bị hắn tiêu diệt với cái giá phải trả là càn khôn đạo nguyên bị phế đi một nửa, hay nói đúng hơn là hắn đã giết chết linh hồn ý thức của cốt yêu hoa nương, còn lấy được bộ xương này. Theo như lời chim lắm lông nói, thứ này bây giờ là một bộ xương bảo vật vô chủ, nếu hắn khống chế được thì nhất định thực lực sẽ tăng lên đáng kể. Trong phòng, Dương Bách Xuyên đặt bộ xương đỏ thẫm vào lòng bàn tay, hít sâu một hơi, dựa theo những gì chim thần ma nói, hắn trực tiếp dùng sức mạnh nguyên thần để cố gắng kết nối với bộ xương yêu dị này. Lúc đầu hắn nghĩ chắc là rất khó khăn, nhưng ai ngờ, thế mà sau khi truyền sức mạnh nguyên thần vào trong xương, bộ xương trong tay hắn đột nhiên bộc phát ra một màu đỏ thẫm kỳ lạ. Nếu nhìn kỹ thì thấy trên đó xuất hiện minh văn, từng dòng minh văn liên kết thành một mảng, trải rộng khắp bộ xương, trông có vẻ thần bí còn kèm theo tà khí. Cũng giống như minh văn mà cốt yêu hoa nương bộc phát ra ngày hôm đó, trông rất hoàn mỹ và hoàn toàn tự nhiên. Cũng có những tiên nhân đang quan sát, nhưng không ai trong số họ giúp bảo vệ những người phàm trong ngôi làng kia. Có một nữ tử đang khổ cực cầu xin, van cầu những người mà trong lòng nàng coi như thần minh hay cứu lấy người trong làng, tha cho bọn họ đều là người vô tội. Nhưng cuộc chiến không dừng lại, như muốn hủy thiên diệt địa, tất cả đã bị hủy hoại, từng người trong lòng lần lượt chết đi. Cuối cùng nữ tử cũng mang theo oán khí mà chết. Dương Bách Xuyên đột nhiên hiểu ra, vì sao cốt yêu hoa nương kia lại muốn hại người. Tiên vực hỗn loạn là một nơi rộng lớn vô tận, có vô số sinh linh, cả người tu luyện lẫn người phàm. Trong bất kỳ thế giới nào trên đời, chỉ cần có vạn vật sinh linh thì sẽ có người phàm, nhưng rất ít người biết về sự tồn tại của người tu luyện, phạm vi diện tích nơi người phàm sinh sống nhỏ hơn rất nhiều so với người tu luyện. Ở đây, có vẻ như người phàm sinh sống nhiều hơn. Ví dụ như cảnh tượng mà hắn đang thấy, chính là điển hình của việc thần tiên đánh nhau, người phàm chịu khổ. Hoa nương chỉ là một nữ tử bình thường, nhưng dù là người phàm thì cũng có suy nghĩ, cũng có khát vọng sinh tồn. Nhưng trong mắt những tiên nhân đang giao chiến kia, người phàm chỉ như con kiến, người phàm bị bọn họ đánh nhau làm liên lụy mà chết đến nỗi chảy máu thành sông. Hoa nương và rất nhiều người phàm khác quỳ xuống cầu xin, xin những thần minh đang đánh nhau đừng làm liên lụy đến bọn họ. Nhưng bất kể là những người đang quan sát cuộc chiến hay những người đang đánh nhau đều không ai nghe thấy lời cầu xin tuyệt vọng của họ, kết quả là trong ngôi làng chất đầy xương trắng như núi, oán khí ngút trời. Sau đó, Dương Bách Xuyên thấy những người phàm sau khi chết đã bị người ta đào lên một cái hố trời lớn, chính là cái hố mà bọn họ đã từng chiến đấu với cốt yêu hoa nương, tất cả đều bị chất đống với nhau. Không ai ngờ rằng, sau bao nhiêu năm tháng trôi qua, những bộ xương trắng này không biến thành bùn đất. Mà ngược lại, trong khí âm sát đã xảy ra biến dị. Không biết là cái hố lớn đó do người ta vô tình hay cố ý đào lên, nhưng không ngờ lại là một nơi tràn ngập sát khí, trong dòng thời gian đã khiến những bộ xương trắng mang oán khí này trở nên linh thiêng. Người đầu tiên trở nên linh thiêng chính là Hoa Nương, nàng ta hấp thụ vô số oán khí từ những bộ xương, không ngừng tiến hóa và biến hóa, có một ngày hóa thành vô xương vạn cốt đỏ ngầu. Nàng ta có năng lực kết nối với một thế giới âm tà khác. Vậy là nàng ta bắt đầu báo thù những người được gọi là thần minh, dụng mọi thủ đoạn để khiến thần minh rơi vào hố trời, hút cạn tinh huyết hồn phách để hoàn thiện bản thân. Không thể không nói có nguyên nhân mà. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn phải chịu thua trong tay Dương Mỗ. Giống như xem một bộ phim, Dương Bách Xuyên đã thấy sự sống và cái chết của cốt yêu hoa nương. Tại một khoảnh khắc nào đó, ý thức của hắn nhìn thấy tất cả, nhưng cũng trở lại với bản thể. Hai tương đương. Thở ra một hơi dài,
Dương Mỗ tự lẩm bẩm, thì ra là vậy. Hắn nói thì ra không chỉ vì đã thấy lý do Cốt Hiêu Hoa Nương muốn hại người, mà còn thấy cách Cốt Hiêu Hoa Nương kết nối với âm giới để triệu hồi sinh vật U Minh. Trong ký ức của Cốt Hiêu Hoa Nương, có lẽ không thể gọi là ký ức, mà đúng hơn là ấn ký nàng ta để lại trong bộ xương, thật ra mấy ý nghĩ đều không khác nhau là mấy. Trong đó có chứa cách kết nối với sinh vật U Minh của âm giới. Thực ra rất đơn giản, để lại ấn ký nguyên thần của mình trên bộ xương, từ nay bộ xương này sẽ thuộc về Dương Mỗ. Cách sử dụng cung Red Don Gian, chỉ cần nham trong lòng từ U Minh rồi truyền sức mạnh nguyên thần vào là có thể kích hoạt bộ xương, từ đó triệu hồi sinh vật U Minh. Vì vậy, bây giờ Dương Mỗ đã được coi là chủ nhân của bộ xương này, mà bộ xương này cũng không thể nói là hoàn toàn thuộc về Hoa Nương, mà là hấp thụ vô số xương mà tiến hóa thành. Triệu hồi sinh vật U Minh bây giờ không khó nữa, chỉ cần truyền sức mạnh nguyên thần là được, nhưng có một nhược điểm là muốn triệu hồi chỉ có thể thông qua bộ xương này làm môi giới. Dương Bách Xuyên không thể lựa chọn xem hắn triệu hồi được sinh vật U Minh thế nào. Điều này là một nhược điểm, nhưng cũng có đỡ coi là một điều tốt, vì sức mạnh nguyên thần càng mạnh, sinh vật U Minh được triệu hồi ra sẽ càng mạnh, ngược lại thì cũng vậy. Dương Bách Xuyên thực sự đã hài lòng với điều này. Có thể triệu hồi là tốt rồi. Từ một góc độ nào đó, bộ xương này không còn là cốt yêu hay sinh linh nữa, mà đã trở thành một món cốt khí. Không còn ý thức linh hồn của Hoa Nương. Dương Bách Xuyên đã để lại ấn ký của mình trong đó, truyền sức mạnh nguyên thần là có thể triệu hồi sinh vật U Minh, đây chính là một món cốt khí triệu hồi. Khác với linh khí hay tiên khí khí, hay có thể gọi là chí bảo. Tất nhiên, so với Cốt Hiêu Hoa Nương, bây giờ hắn triệu hồi sinh vật U Minh thì uy lực của chúng ước chừng cũng sẽ nhỏ hơn nhiều. Dương Bách Xuyên nhìn bộ xương đỏ rực bằng nam tay trong tay, hắn nghĩ bây giờ nên đặt một cái tên thích hợp cho nó. Suy nghĩ một lúc. Hắn mở miệng nói, nếu đã triệu hồi được sinh vật U Minh, sau này sẽ gọi là U Minh Cốt. Càng nghĩ càng thấy thích hợp, hắn nhịn không được cười rạng rỡ. Sau đó, hắn vội vàng chuẩn bị thử nghiệm xem mình có thể triệu hồi loại sinh vật U Minh nào, điều này liên quan đến sức chiến đấu sau này của hắn, hiện tại không có pháp lực, hắn còn phải dựa vào món U Minh Cốt này để bảo vệ mạng sống. Một tiếng vang trầm đục, một bộ xương có kích thước như người bình thường xuất hiện. Dưới sự duy trì của sức mạnh nguyên thần, Dương Bách Xuyên điều khiển U Minh Cốt, di chuyển qua lại. Khác với người bình thường đi lại, dù sao cũng là một bộ xương, lúc di chuyển sẽ phát ra tiếng động xương cốt răng rắc. Nhưng lại không hề vụng về, ngược lại rất linh hoạt, dù sao cũng là ý thức của mình điều khiển. Thử vài lần, điều khiển rất linh hoạt, rất tốt. Tiếp theo, hắn chuẩn bị thử nghiệm bước quan trọng nhất, triệu hồi sinh vật U Minh. Dương Bách Xuyên Bayet Diêu nay sẽ tiêu hao rất nhiều sức mạnh nguyên thần. Nhưng cũng không biết rốt cuộc sẽ tiêu hao bao lâu, đối với hắn, mọi thứ đều mới mẻ và tràn ngập mong đợi. Hít một hơi sâu, sức mạnh nguyên thần không ngừng truyền vào U Minh Cốt. Ngay sau đó, từng ký hiệu minh văn trên U Minh Cốt sáng rực lên. Một hoa văn quen thuộc xuất hiện, những minh văn này biến thành một trận đồ hình lục giác, bắt đầu xoay tròn cấp tốc để phát động. Nhưng Dương Bách Xuyên lại hít một hơi lạnh, chỉ trong chốc lát mà sức mạnh nguyên thần của hắn đã tiêu hao hết 1/3. May mắn là Mộc Kỳ sự cố gắng luôn được đền đáp, tiếp theo hắn thấy một luồng khói xám xông ra từ trong trận đồ. Càng ngày càng dày đặc. Lúc này, một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu Dương Bách Xuyên. Hắn nghĩ liệu đầu bên kia của hoa văn vòng xoáy màu xám trong trận pháp có phải là U Minh giới không? Hắn có thể vào đó xem không? Biết đâu được thì sao? Lúc đó chẳng phải là có thể vào U Minh giới tìm Liễu Linh Linh sao? Mặc dù ý nghĩ này tự bản thân hắn thấy thật hoang đường. Nhưng hắn không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng. Cuối cùng, hắn vẫn nhìn được. Hắn biết, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện lớn. Tuy nhiên, hắn cũng không hết hy vọng, trong lòng Dương Mỗ vẫn có một ý đồ xấu xa. Nếu không dám để thân thể đi vào mạo hiểm, vậy để ý thức của hắn vào xem có được không? Nghĩ đến đây, hắn lập tức thực hiện. Một luồng ý thức rời khỏi, tiến vào vòng xoáy trận đồ dưới chân U Minh Cốt. Hắn chỉ muốn biết rốt cuộc đầu bên kia có phải là U Minh giới hay không. Người ta nói không làm liều thì không chết. Nhưng lúc này, Dương Mỗ lại làm liều, chim thần ma đã cảnh báo hắn hàng vạn hàng ngàn lần là đừng làm loạn, U Minh giới còn gọi là âm giới, đó là nơi mà sinh linh của toàn bộ tam giới đều không rõ, ai cũng muốn biết rõ ràng bí mật lớn nơi đó. Nhưng Dương Mỗ không nghe. Sau khi một luồng ý thức của hắn đi vào thì gặp một mảng khí xám dày đặc, cũng đúng vào lúc này. Dường như hắn mơ hồ thấy được một cái bóng xám mờ ảo, giống như một con heo mập lớn, giống như con heo được mổ thịt trong dịp Tết Nguyên Đán,
nó tròn vo, cái bụng mỡ vô cùng mập mạp. Ngay lập tức từ hư không xông ra. Dương Mỗ giật mình, nhưng vì chỉ là một luồng ý thức nên không bị thương. Vèo một cái nó lướt qua. Nhưng trong lòng hắn lại không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ là sinh vật u minh mình triệu hồi ra. Khi vừa nghĩ đến điều này, ý thức của hắn đã đạt đến một nơi vô cùng chói mét. Hắn nhìn thấy một thế giới đầy xác chết và biển máu, tất nhiên là có chút mờ mịt, chỉ có cảm giác như xuất hiện ở một nơi hay thấy một thế giới đầy sát khí và tà ác. Bùm tương đương. A à, tương đương. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy như bị đè nén đến cực hạn, không có dấu hiệu gì nhưng hắn lại cảm thấy bị một sức mạnh nào đó tập kích, giống như một tia chớp, nhưng không phải, dù sao lúc này hắn cảm thấy mình chỉ nhỏ bé như một hạt bụi. Hắn kêu thảm một tiếng rồi mất đi luồng ý thức đó. Phục tương đương. Bản thể bên ngoài đột nhiên phun ra một ngụm máu. Nghĩ lại cảm thay khí túc lúc đo đát su không phai là khí túc nên có ở trên đời. Dương Mỗ há mồm thở dốc, một lúc sau mới lấy lại sức lực, hắn lau sạch vết máu trên khóe miệng. Lúc này hắn quay lại nhìn U Minh Cốt bên cạnh, lập tức mở to mắt. Thành công rồi tương đương. Chỉ trong nháy mắt, U Minh Cốt biến dạng. Khung xương tà ác đỏ đậm có cảm giác như có máu thịt. Đương nhiên máu thịt này không phải chân thật mà là mái xám, giống như con mèo lớn mà Hoa Nương triệu hoán. Quan trọng hơn, sinh vật U Minh mà Hoa Nương triệu hồi đều hóa thành lực lượng dung hợp lên khung xương, nhìn vô cùng oai phong. Nhưng còn hắn triệu hoán thì thành công nhưng không thích hợp cho lắm. Cốt yêu Hoa Nương triệu hoán thành công, phong cách triệu hoán khác hoàn toàn với Han. U Minh đứng trước mặt hắn hóa xương thành một con lợn. Chính là con lợn béo mà hắn nhìn thấy lúc vừa bước vào trận đồ. Dương Bách Xuyên còn tưởng rằng hôi khí trong lốc xoáy sinh vặn vẹo, giờ xem ra không phải, đây là sinh vật U Minh do hắn triệu hoán đến. Quá khó tin. U Minh Cốt là một khung xương người cánh chim. Sau khi hắn triệu hồi sinh vật U Minh ra thì biến thành một con lợn béo. Ngoại trừ cánh chim ba đầu ra, trên trán mọc thêm một chiếc sừng thì nó trông y hệt một con lợn. CMN đây mà là sinh vật U Minh hả? U Minh giới có lợn hả? Dương Bách Xuyên nhìn sinh vật béo đến mức bụng sệ xuống đất, trái tim tan. Vỡ! Con lợn U Minh này thật sự có thể chiến đấu được hả? Rõ ràng U Minh Cốt là khung xương hình người siêu ngầu, nhưng sau khi triệu hoán thành công, hoàn toàn biến thành một con lợn. Sau đó con lợn lại bò đến bên cạnh Dương Bách Xuyên, loe lên đùi hắn. A à, tương đương! Dương Bách Xuyên gào lên, đá vào bụng con lợn béo này. Nhưng thần kỳ ở chỗ lúc hắn đá vào bụng con lợn béo này không phát ra âm thanh nào cả, chân hắn như rơi vào một miếng bọt biển mềm mại. Và bi kịch xảy ra. Không có chút pháp lực nào, không chút phòng bị và bị một con lợn bắn ngược ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết của Dương Bách Xuyên khiến cảnh sán, Lạc Dương, chim thần ma giật mình. Ba người còn tưởng có kẻ địch kéo đến. Kết quả lúc nhìn thấy Dương Bách Xuyên, mỗi người có một phản ứng khác nhau. Cảnh sán sốt sắng hỏi, Xuyên tử, chàng không sao chứ? Dương Bách Xuyên chảy máu miệng, được cảnh sán đỡ dậy, ta không sao. Lạc Dương ngạc nhiên nhìn vào trong phòng, rồi mới nhìn Dương Bách Xuyên, nhưng chưa nói gì bởi nàng ta biết Dương Bách Xuyên không bị thương. Chim thần ma thấy Dương Bách Xuyên bị vậy thì cười ha ha, ha ha ha, cười chết mất thôi, sao người ngu ngốc thế nhỉ? Dương Bách Xuyên trừng mắt nhìn nó, rồi dẫn mấy người vào phòng. Khi chim thần ma nhìn thấy con lợn béo thì ngẩn ngơ, sau đó cười phá lên. Còn cười nữa ta nhổ sạch lông chim trên người ngươi, Dương Bách Xuyên nói. Ai ngờ được sinh vật U Minh đầu tiên mà hắn triệu hoán lại là thứ này cơ chứ. Lần đầu triệu hoán hoàn toàn thất bại. Chim thần ma cười xong rồi nghiêng đầu nói, ngươi không cần phải uể oải, không phải ngươi đã thành công hay sao? Khống chế khung xương, còn triệu hoán được sinh vật U Minh đầu tiên, đây là một khởi đầu tốt. Tuy nó là một con lợn béo, ha ha ha, nhưng cũng là sinh vật U Minh, ha ha ha. Nói xong chim thần ma lại cười ha ha. Cụa đen, quá đáng vừa thôi, đừng có khiêu chiến ta. Dương Bách Xuyên quát lớn. Rồi, không cười nữa, chúng ta vào vấn đề chính. Vậy ngươi nói qua về tình hình lúc triệu hoán đi, ta phân tích giúp ngươi. Dưới ánh mắt muốn giết chim nhổ lông của Dương Bách Xuyên, chim thần ma dừng cười. Dương Bách Xuyên bắt đầu kể lại tình huống kết nối với U Minh Cốt của mình. Chờ hắn nói xong, chim thần ma mắng, cái đầu ngu này, U Minh giới là thế giới âm đứng ngoài tam giới, là bí mật lớn nhất tam giới, sao dễ đi vào như vậy được. Chờ xem, sẽ có ngày ngươi phải chết vì tính tò mò của mình, to gan quá rồi đấy. May chỉ là một sợi ý thức đi vào, nếu ngươi dùng nguyên thần đi vào,
bây giờ chúng ta phải đi nhặt xác cho ngươi. Nhớ kỹ, thế giới âm u minh không phải dễ dàng gì như ngươi nghĩ, dù muốn tìm hiểu cũng phải chờ đến ngày ngươi mạnh hơn rồi tình. Với sức mạnh bây giờ của ngươi, 10.000 cái mạng cũng không đủ chết. Dương Bách Xuyên cũng biết lần này bản thân quá hấp tấp nên không cai lại chim thần ma. Chờ chim thần ma mắng xong, Dương Bách Xuyên mới lên tiếng, mắng đủ chưa? Mắng đủ rồi thì vào vấn đề chính đi, ngươi nói xem sao ta lại triệu hoán ra một con lợn béo vậy? Chẳng lẽ U Minh giới cũng có lợn hả? Chim thần ma trợn mắt nói, chỉ có ngươi mới nói mấy câu vô nghĩa như này, sao có thể là lợn được? Ngươi cho rằng U Minh giới là nơi nào? Không nhìn thấy cái sừng trên trán nó hả? Sinh vật U Minh mà Cốt Hiêu triệu hồi ra cũng có một cái sừng, chứng tỏ đây là sinh vật U Minh, nhưng tuyệt đối không phải lớn, nhưng nhìn đi nhìn lại nó rất giống một con lợn béo, tạm gọi là heo U Minh đi. Dựa theo lời kể của ngươi, ta thấy con lợn này không phải loại yếu ớt gì. Nhớ lại cú bắn ngược vừa rồi đi, con lợn này chính là một tấm chắn, sau này chúng ta có thể vứt con lợn này ra ngoài để chắn đòn. Ngoài ra ngươi chưa thử sức chiến đấu của nó đúng không, lát nữa thử chiến đấu xem, nếu là sinh vật U Minh, chắc sức chiến đấu cũng không tệ. Nghe vậy Dương Bách Xuyên cảm thấy cũng đúng. Được rồi, giờ chúng ta thử sức chiến đấu của heo U Minh. Dương Bách Xuyên thao tác U Minh cốt, sau đó heo U Minh đi vào trong sân theo ý niệm của hắn. Theo lời của chim thần ma thì Han đã thành công khống chế. Môi giới là U Minh cốt. Chỉ cần U Minh cốt là pháp khí của hắn, dù hắn triệu hoán ra sinh vật U Minh nào cũng có thể khống chế được hết. Dựa vào U Minh cốt, hắn có thể thao tác khống chế sinh vật U Minh. Tiếp theo phải thử sức chiến đấu của heo U Minh, phải tìm một đối tượng tấn công. Dương Bách Xuyên nhìn Cảnh Sán và Lạc Dương, cuối cùng chọn Cảnh Sán, bởi vì Lạc Dương đang bị thương, Cảnh Sán, nàng mở ra phòng ngự mạnh nhất của mình đi, ta thao tác heo U Minh thử tấn công xem có được không. Vâng, Cảnh Sán cũng tò mò muốn biết con lợn đến từ U Minh giới này có gì đặc biệt. Chờ Cảnh Sán chuẩn bị xong phòng ngự, Dương Bách Xuyên mới thao tác heo U Minh tấn công Cảnh Sán. Mặt mũi Dương Bách Xuyên đen kịt, CMN đây là một con lợn yếu đuối. Chim thần ma cười phá lên. Cảnh Sán nghẹn đỏ mặt, sau đó bật cười. Chỉ có Lạc Dương không cười, sắc mặt hơi kỳ quái. Khi chim thần ma, Cảnh Sán và Lạc Dương đang vui vẻ, Dương Bách Xuyên lại cảm thấy rất mất mặt, nhìn con lợn béo kia, càng nhìn càng thấy tức. Dương Bách Xuyên nhìn con heo U Minh béo phì, hắn tức giận nói với Cảnh Sán, đánh con lợn này tơi bời cho ta. Con heo yếu như gà, đúng là quá mất mặt. À, Cảnh Sán nghe thấy Dương Bách Xuyên nói như vậy thì ngây ra. À cái gì, đập con heo béo này đi. Lúc này, Dương Bách Xuyên không có pháp lực, nếu có thì hắn đã tự ra tay rồi. Cảnh Sán nghe xong mới hiểu, thấy heo U Minh đang nhìn Dương Bách Xuyên, nàng à một tiếng rồi híp mắt nhìn chằm chằm con heo, Cảnh Sán giơ tay đánh một chưởng thật mạnh về phía con heo béo kia. Âm tương đương. Cảnh Sán đánh một chưởng lên người heo U Minh, con heo kia cũng không hề tránh né, cứ vậy bị nàng đánh trúng. Kết quả. Cảnh tượng khiến ba người họ trừng mắt. Đòn đánh của Cảnh Sán mang theo đầy pháp lực, nhưng lại chỉ phát ra một tiếng nổ, còn con heo U Minh kia lại không hề xảy ra chuyện gì. Dường như không có cảm giác gì cả. Lần này, Dương Bách Xuyên xem như hiểu do, con heo béo này là sinh vật U Minh nên không bị pháp lực của tiên giới tác động tương đương. Dùng hết sức đánh một chưởng đi tương đương. Dương Bách Xuyên vẫn quyết tâm phải ra tay với con heo này. Nhưng heo U Minh vẫn cái dáng vẻ không tỉnh ngộ, nó không thèm để ý, hoặc nói đúng hơn thì nó chỉ là một con heo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Âm ầm tương đương. Cảnh Sán ra tay rất mạnh, nàng cầm tiên khí tấn công, cú đánh kia đã dốc toàn bộ sức lực. Nhưng, khi đánh lên người heo U Minh, một luồng khí xám tản ra, nhìn qua giống như heo U Minh đã biến dạng. Nhưng sau đó heo U Minh lại khôi phục như cũ, không hề thay đổi. Lần này, Cảnh Sán há to miệng, Lạc Dương và Dương Bách Xuyên cũng tương tự. Chim thần ma đã nói đúng, con heo U Minh này đúng là biết chọc tức người khác. Nghĩ mà xem, lúc đánh nhau đem con heo này ra, chẳng phải lực công kích sẽ rất lớn sao? Dương Bách Xuyên cảm thấy con heo này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, chưa tới mức yếu gà. Dù sao thì cũng là đại sát khí bằng đệm thịt. Xem như không phải con heo yếu gà. Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Lúc này, chim thần ma cũng không quên châm chọc Dương Bách Xuyên mấy câu, đã nói với ngươi rồi, ngươi yếu gà chứ con heo kia thì không. Quả đen, ngươi có ý gì? Ngươi nói ta còn không bằng con heo tương đương Dương Bách Xuyên mang theo sát ý. AC tương đương lão tử chỉ thoan miệng nói mà thôi, tương đương chim thần ma vẫn còn hơi sợ Dương Bách Xuyên, nó lập tức hạ giọng, cũng không dám khiêu khích ai đó nữa.
Dương Bách Xuyên thu heo U Minh lại, chuyện này khá đơn giản, chỉ với một ý nghĩ đã có thể thu nhỏ con heo có kích thước từ 2 đến 3 mét. Dù sao cũng có thể dùng tùy ý, với hắn như vậy là đủ. Đúng như những gì Qua Đen đã nói, có cốt khí U Minh trong tay xem như có sức lực, ít nhất cũng có thể ra ngoài. Nếu đợi Càn Khôn Đạo Nguyên khôi phục thì không biết tới lúc nào. Một chuyện nhỏ nhưng lại có ý nghĩa to lớn với hắn. Sau đó, Dương Bách Xuyên hỏi tình hình của Lạc Dương, đưa cho nàng một giọt nước sinh mệnh, hy vọng có thể giúp nàng nhanh chóng phục hồi ngoại thương, cảnh sán thì tiếp tục tu luyện. Còn hắn chuẩn bị ra ngoài, nếu đã tỉnh thì phải làm chút chuyện mới được. Càn Khôn Đạo Nguyên là căn cơ, nhất định phải nghĩ cách khôi phục. Nhưng đây không phải La Chuyên ngay mốt ngay hai, hắn không thể đợi lâu hơn được nữa nên đã ra ngoài với chim thần ma. Lần này ra ngoài là có mục đích, hắn muốn tìm tiên dược để luyện đan. Chuẩn bị luyện chế một lò kim nguyên đại la cho cảnh sán dùng, nếu như cảnh sán đã trở thành nữ nhân của hắn, vậy thì không thể đối xử tệ với nàng được. Còn cả quả đen kia lúc nào cũng lẩm bẩm muốn ăn tiên đan, vậy thì bắt đầu chuẩn bị vậy. Gì nữa nhỉ? Chủ yếu là hắn tìm được lưu để luyện chế đan kim nguyên hỗn tiên, hiện tại đan kim nguyên đại la đã không còn tác dụng với hắn. Tiên vực hỗn loạn được xưng là chợ đen lớn nhất của tiên giới, nơi này chắc là có thể tìm được dược liệu hắn cần. Nếu như gom đủ được tiên dược luyện chế tiên đan kim nguyên hỗn nguyên, hắn nghĩ sẽ có tác dụng phục hồi Càn Khôn Đạo Nguyên. Cho dù thế nào thì hắn cũng phải nghĩ cách mới được, không thể đặt toàn bộ hy vọng lên người chim thần ma. Càn Khôn Đạo Nguyên đã nứt hơn nửa khiến Dương Bách Xuyên chán nản, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng rất lo lắng. Hắn càng lo lắng cho Tuyết Hương, nhà đầu kia đơn thuần, mặc dù ở thành tiên đan cùng với Lão Đinh, có lẽ không chịu bất công nhưng hắn vẫn lo lắng. Lần này ra ngoài cũng phải tìm thương hội lớn, truyền tin cho Tuyết Hương và Mộng Điềm, nếu không thì chắc chắn Tuyết Hương sẽ lo lắng. Kể từ khi ra khỏi thành ma tộc cho tới khi bị ý thức ma thần mang tới tiên vực hỗn loạn, thời gian đã trôi qua trăm năm. Quãng thời gian này với tiên giới không tính là dài, nhưng với hắn thì cũng không hề ngắn. Sau khi ra ngoài với chim thần ma, Dương Bách Xuyên mới nhìn thấy đường phố của tiên vực hỗn loạn. Có không giống như những gì hắn tưởng tượng. Nhìn cả tiên thành, quả không hổ với hai từ hỗn loạn. Không giống bất cứ một tiên thành nào mà hắn từng thấy trước đây, ấn tượng đầu tiên mà tòa thành này mang lại cho hắn chính là loạn. Kiến trúc rất rối mắt, đủ các loại phong cách khác nhau mọc chi chít chẳng chịt, không theo một quy luật nào. Đường cái cũng rắc rối phức tạp. Lúc đầu mới nhìn thì thấy loạn, nhưng sau khi hắn đi dạo quanh thì phát hiện, nơi này cũng không hỗn loạn như vẻ bề ngoài, đường đi rắc rối phức tạp, kiến trúc khác nhau nhưng thật ra đều có quy luật. Tiên thành này có thể đặt theo cái tên hỗn loạn quả thật không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tòa thành này rất lớn, theo như chim thần ma nói, thành hỗn loạn được chia làm nội thành và ngoại thành, sau đó lại phân ra đông tây nam bắc, diện tích 900 dặm. 900 dặm này ở tiên giới dường như cũng không lớn, nhưng nói là thành lớn nhất thì cũng không sai, 900 dặm này mới tính những nơi có sinh linh cư trú, tức là nơi có kiến trúc xây dựng, nếu tính những nơi không có ai nữa thì phải tới vạn dặm. Vậy nên tiên vực hỗn loạn này vô cùng lớn. Vị trí hiện tại mà bọn họ đang đứng chính là biên giới ngoại thành phía đông, được gọi là ngoài đông thành. Chỉ là mốt tép thể kia ẩn trúc ở ngoại thành phía đông, nếu như không có tiên thức thì chắc chắn sẽ lạc được, thật sự là quá phức tạp. Căn cứ theo chim thần ma nói, nếu như muốn tu luyện tốt thì sau này vẫn nên đi vào nội thành. Dương Bách Xuyên hỏi, nội thành và ngoại thành có gì khác nhau? Đương nhiên khác rồi, là khác bias vô cùng lon. Nghe đồn tiên thành hỗn loạn chính là nơi còn sót lại của tiên giới, tàn tích của tiên thành đều nắm ở bên trong, bên ngoài thành là kiến trúc sau này mà thôi. Tam giới thiên địa nhân, ranh giới trong tam giới chính là thời không tiên giới, thiên giới vượt hơn cả tiên giới, được xem là thần giới, vậy nên nội thành hiện tại chính là tàn tích của thần giới. Đầu tiên là nói tới chuyện năm đó chúng ta không vào nội thành tiên vực hỗn loạn, lão tử cũng vừa nói rồi, có thần lực ngũ sắc đương nhiên không phải ai cũng có thể vào được. Mạnh như sư phụ Vân Thiên Tà của ngươi khi đối mặt với thần lực ngũ sắc cũng phải dương mắt nhìn. Đương nhiên nếu lão khốn kiếp đó nổi điên cưỡng ép phá trận pháp thần lực ngũ sắc trong nội thành thì có lẽ vẫn vào được. Nhưng làm vậy thì rất tốn sức, không chừng còn trêu chọc tới thứ gì trong nội thành, cường giả ẩn thế chân chính. Thế nên ta và sư phụ ngươi chỉ ở ngoại thành xem thử một chút, không dám làm loạn nên không vào. Còn nữa, nếu muốn vào nội thành thì phải có điều kiện quy tắc, chỉ khi đạt được điều kiện của nội thành thì mới vào được. Vạn vật sinh linh của tiên giới đều muốn tiến vào nội thành để được thần lực ngũ sắc bồi dưỡng tu luyện, nhưng đâu có dễ như vậy, cho dù mấy vạn năm cũng không chắc vào được nội thành. Nói tới đây, chim thần ma ngưng lại.
Dương Bách Xuyên không nhịn được nói, điều kiện gì mới vào được nội thành, người nhanh nói đi. Thần lực ngũ sắc có thể tu luyện, cái này chắc là không đơn giản. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 170.